Alo, Bộ trưởng Bằng, ngài vẫn đang nghe đấy chứ? Tôi vẫn đang nghe đây, anh nói tiếp đi. Là như vậy, nguyên nhân thần huyết hình thành vẫn chưa xác minh rõ ràng. Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện ra thần huyết có nhiều hơn người thường, một loại dị biến gen TIR351. Tỷ lệ mà con người có nguồn gen này còn chưa đến 1/1 vạn. 1/1 vạn sao? Sao cậu lại biết? Quốc gia của chúng tôi có một kho số liệu huyết dịch lớn nhất thế giới, tích trữ gen huyết dịch của 100 triệu người. Quốc gia phát triển còn phê bình chúng ta can dự vào quyền cá nhân. Lần này may mà chúng tôi có kho số liệu này. Thông qua cuộc kiểm tra số liệu lớn, chúng tôi đã tìm ra được 7.902 thần huyết nhân giống với Chu Tiểu An. Dựa theo danh sách này để tính toán, toàn thế giới có khoảng 50 vạn thần huyết nhân. 50 vạn lại nhiều như vậy sao? Bộ trưởng Bằng, để cho họ phá giải được bí mật của thần huyết nhân là để tìm ra càng nhiều thần huyết nhân giống như ta vậy. Vận mệnh của con người hoàn toàn là dựa vào họ. Nhớ kỹ, người càng nhiều thì càng tốt. Cậu yên tâm đi, chuyện đã đến nước này thì đều nghe lời của cậu. Sau khi tìm thấy những người đó thì phải làm sao? Tập trung họ đến khu phong cảnh 5A, tiếp đãi họ ăn uống no say, để cho họ thêm WeChat của ta. Chuyện còn lại ta sẽ an bài ở trên WeChat. Chuyển giao tất cả tư liệu của thần huyết nhân cho cục trưởng Ngô. Tiêu hủy tất cả số liệu, không cho phép nói chuyện này cho bất kỳ ai. Vâng. Bộ trưởng Triệu, con trai của tôi, tuổi trẻ bốc đồng, gây ra họa lớn bị phán xét tử hình, ngài xem. Nói nghe hay lắm. Viện sĩ Phùng, hiện giờ người có thể cứu được con trai của ông chỉ có Triệu Nhất Hậu ta mà thôi. Ông cũng biết gần đây do một vài tin đồn thất thiệt, phía trên đã phái người điều tra ta. Nếu như ta bị lật đổ rồi, con trai của ông cũng không được cứu. Ngài nói đúng. Thế nhưng tôi cũng hy vọng ngài ảnh hưởng đến hành động của Bộ trưởng Bằng. Ngộ nhỡ thiên tai mang tính mạng hủy diệt, châu Âu cuốn theo toàn cầu. Viện sĩ Phùng, giả sử con trai của ông chết rồi thì cho dù thiên hạ thái bình ông cũng sẽ không vui được đâu, phải hay không nào? Con người chỉ có thể sống kiếp này, điều quan trọng nhất chính là không có lỗi với bản thân. Đừng có tự ngược đãi mình. Yên tâm đi, Đế đô có công sự ở dưới lòng đất, có tấn công kháng chiến, cho dù là trời long đất nở, gia đình của ông cũng có thể sống như vậy. Điều quan trọng trước mắt là để cho những thần huyết nhân đó trở thành người của chúng ta. Bộ trưởng nhỏ bé ta đã sớm chán ngấy rồi. Có lệnh bài tốt này của lão tử đây, muốn làm cái gì là làm cái đó. Cùng lúc này tại thế giới ở trong lòng đất, đi nhanh lên cho ta. Nhìn cái bộ dạng như xác chết của ngươi. Tiến vào tiến tính trì của sư bà đại nhân rồi thì có thể rời đi những hôi thối tà niệm dơ bẩn trong tâm của các ngươi. Cái gì mà tiến tính trì vốn dĩ chỉ là lời nói dối mà thôi. Những sĩ binh trước đó đi theo Na Sinh từ lúc tiến vào tính tiền trì đều không thể thấy trở ra. Tiền tính trì rõ ràng chỉ là bãi mồ chuẩn bị cho những binh sĩ đầu hàng như bọn ta đây. Ban đầu đáng lẽ chúng ta theo địch thích điện hạ cùng nhất chiến một trận. Tiến tinh trì có thể để cho tâm linh của các ngươi được khỏe mạnh là một lợi thế to lớn cho các ngươi, lại còn dám tào huyết mê hoặc cùng hắn nhất chiến một trận. Chúng ta đã đầu hàng thiên thủ rồi, dựa vào cái gì mà vẫn còn muốn giết chúng ta? Thiên thủ nương nương thí mẫu làm ra chuyện mất mặt, bà ta mới lên là người tiến vào tiến tỉnh trì để rửa ráy tâm linh một chút. Nghiêu ca, huynh nói đúng lắm. Lão mã đệ, chúng ta chết đến nơi rồi, còn có gì không có tác dụng? Chỗ cổ ta còn 2 điếu thuốc nữa, chia cho đệ 1 điếu. Phía trước sao lại loạn như vậy rồi? Giống như là những chủ nhân của hơn 27 tầng theo thuộc hạ của sư bà nổi dậy vậy. Lão mã đệ, cơ hội tốt, mau chạy thôi. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Xong rồi, là ất nô. Nghiêu ca, chúng ta không chạy nổi đâu. Không muốn chết thì nắm lấy tay ta. Con người, quan tâm nhiều như thế làm gì? Làm theo lời hắn nói đi. Kỳ lạ, sao lại đột nhiên biến mất?
hoàn toàn không cảm nhận được năng lượng của hai tên lính đào ngũ đó đâu. Xin hỏi danh tính của ân nhân là gì? Chiêu này của ân nhân hại quá, chỉ là ta không hiểu sao con người lại có thể thu nhỏ lại thế này. Nói ra cũng dài dòng, mấy ngày trước ta được một người ở trong lòng đất tên là Coca-Cola biến thu nhỏ cơ thể lại. Sau đó ta cũng biết được chiêu này. Coca-Cola và ta đều giống nhau, đều bị thiên thủ giết chết. Vừa rồi nhìn thấy hai người chạy trốn, ta không biết vì sao chỉ muốn cứu các ngươi mà thôi. Coca-Cola hắn chết rồi sao? Ta còn từng mua sách của loài người từ chỗ của hắn cơ. Thiên thủ tàn nhẫn quá, ngay đến cả bọn ta đã đầu hàng ả rồi mà người ở dưới lòng đất của ta cũng không buông tha. Ân nhân đã từng gặp qua thiếu niên tên là Chu Tiểu An hay chưa? Ý của ngươi là cái người nói thiên thủ đàm phán đó phải không? Đúng vậy, sau khi địch thích bị giết, chúng ta đã đầu hàng thiên thủ. Nghe được vạn lý truyền âm của ả, không biết là kết quả đàm phán của chúng thế nào. Vì sao ngươi lại quan tâm đến điều này? Vận mệnh của con người không liên quan gì đến ngươi. 5 tiếng sau, tại đảo Anova của Nam Thái Bình Dương. Tiểu đảo của Nam Thái Bình Dương này giống như trong mơ của em đã thấy. Hơn nữa, hiện giờ trên hòn đảo này chỉ có 2 người chúng ta. 26 người cuối cùng này, chúng ta sẽ trải qua cuộc sống giống như là thiên đường ở trên hòn đảo này. May mà toàn quốc người người đều nghỉ, nếu không thì tối qua anh làm gì mà không dám mặc quần mà đi thuê phòng cơ chứ? Không mặc quần có gì phải lo, quan trọng là chúng ta không mang theo đồng nào hết. Thật là xấu hổ, hai chúng ta lần đầu tiên lúc đến khách sạn anh cũng không mang tiền, hơn nữa còn bị em lấy sạch đồ. Đúng rồi, đây là bữa sáng anh đích thân nấu cho em, bánh mì kẹp thịt gà. Đáng tiếc là không có bột đậu xanh, nếu không thì chiếc bánh của quê ta sẽ càng ngon hơn nữa. Ngon lắm. Nếu thích mỗi ngày anh đều sẽ dùng nó làm bữa sáng cho em. Đừng có trêu em nữa, anh bận chơi ván cờ sinh tử với thiên thủ, đã có sức đâu kè kè bên em. Có bận cũng phải kế bên em, hiện giờ anh đã thuộc về em rồi. Anh sợ mình không thể dùng một phát súng bắn chúng, vì thế mới mở nhiều phát súng như vậy chứ gì. Nếu không ngộ nhỡ em không mang thai được thì anh không có người nối dõi rồi. Thứ em nói đó là của người bình thường mà thôi, thần huyết nhân hẳn là 100% chúng. Hơn nữa đêm qua anh đã liên tiếp bắn hết mấy băng đạn cơ đấy. Điều bảo quản tương lai của chúng ta đã bắt đầu lớn lên ở trong cơ thể của em rồi. Em phải ở lại bên cạnh anh là vì anh sợ sau này sẽ không được gặp em nữa. Bạo loạn liên tiếp xảy ra ở New York sáng nay, hàng trăm người đã chết trong cuộc bạo loạn. Số người mất lòng tin vào chính phủ ngày càng tăng. Tai hại của loài người đã bắt đầu rồi. Em nghe được tiếng Anh hay sao? Sống lâu như vậy rồi, đương nhiên là kiến thức cũng mở rộng rồi. Mỹ vừa tuyên bố để kỷ niệm cho thời đại nhân công trí tuệ đã cho phép toàn quốc nghỉ lễ 30 ngày. Chỉ có một vài thông tin bùng nổ về việc giữa những người giàu đã lên kế hoạch phóng phi thuyền nên chặn không gian này ẩn náu. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ hiện tại vẫn không rõ tin tức. Dân chúng bắt đầu nghi ngờ về việc mình bị lừa. Ngày càng có nhiều người tin rằng sắp tới là ngày tận thế. Người theo có người thì tự thất. Người nghèo có người thì tự sát, có người thì thừa nước đục thả câu. Toàn quốc rơi vào loạn lạc. Trong vòng 3 ngày đã có đến mấy nghìn người chết. Chu Tiểu An, ngươi vẫn thật sự là ngốc. Loại sinh mệnh cấp thấp là con người này là thứ không thể nào chấp nhận sự thật được. Xem ra ta vẫn thật sự là đánh giá cao mấy đứa trẻ danh các ngươi rồi. Bất luận là tuyệt vọng hay là điên cuồng đều rất thú vị. Cảnh tượng đau lòng này ta muốn thấy từ rất lâu rồi. Chỉ có thiên hạ đại loạn mới có thể tê liệt thiên thủ. Anh chỉ muốn để cho ả tưởng rằng anh là một kẻ đần. Vì vậy anh cố ý muốn hy sinh những người chết vì loạn lạc đó. Không sai, chiến tranh khó tránh khỏi có người chết. Có điều đại loạn sẽ rất nhanh trở lại yên bình, bởi vì con người có lý tính. Một người vừa biết mình bị mắc bệnh ung thư nhất định là sẽ lo lắng phẫn nộ, thế nhưng sẽ rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại.
Thế giới mỗi năm đều có hàng vạn hàng nghìn người vì ung thư, chết vì ung thư. Trong số những người này cũng không được đến mấy người đi giết người phóng hỏa, bởi vì đa phần con người đều có lý tính. Kết quả của tư duy lý tính là thiện, thiếu đi lý tính thì mới sản sinh ra ác ý. Thiên thủ trong con người giống như là đồ súc sinh, anh không muốn thắng ả mà còn khiến cho ả ta chứng kiến được sự lý tính của con người. Xin hỏi bạn học Chu Tiểu An, có lý tính nhất trên thế giới này, chúng ta rảnh rỗi ở trên tiểu đảo này sao lại còn có liên quan đến thế giới bên ngoài chứ? Cuối cùng cũng đến rồi. Tối hôm qua anh đã tìm được vô tuyến vệ tinh từ trong văn phòng của giám đốc, sau đó phát sóng vô tuyến cho lão bằng để ông ấy tiếp tế cho chúng ta một số đồ anh cần đến đây bằng đường không. Anh thật sự vẫn cứ muốn em sống cùng trên đảo này hay sao? Anh chẳng phải sớm đã nói rồi hay sao, hơn 20 ngày này anh sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta từ trước đến giờ vẫn gần nhau, vẫn gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Mỗi lần gặp được nhau đều là ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Tháng này cứ xem như là tuần trăng mật của hai chúng ta ở trên tiểu đảo này đi. Anh cả ngày ở bên em, làm sao mà cứu được nhân loại? Hiện giờ thịnh hành văn phòng di động, dùng thiết bị mà lão bàng gửi tới, chúng ta vừa yêu nhau vừa tiêu diệt thiên thủ. Bên trong có một vài bộ trang phục và đạo cụ rất là vui nữa. Em còn tưởng anh chính là quân tử nữa cơ đấy. Cái người quân tử mà em nói dối, mà em nói đó, cái mạng này của anh đều hiến cho toàn nhân loại rồi, không cần phải giả vờ thánh thiện làm gì cả. Đây là chiếc USB của người mà ta đã giữ lại trước khi tiến vào trong ngân khoa. Anh đã từng nhìn thấy video ở bên trong đó, lúc ở dưới lòng đất. Anh luôn hối hận vì không thể mang em vì không để mang em mang thai. Nếu như em mang thai cốt nhục của anh rồi thì sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Hóa ra anh để em mang thai là vì điều này. Em ta không cần đứa trẻ này cũng phải cùng theo anh đối diện với thiên thủ. Đối phó với thiên thủ không cần em bận tâm. Bộ trưởng bàn bọn họ đã giải được DNA của thần huyết rồi. Chỉ có quốc gia của chúng ta mới có thể tìm ra gần 8.000 thần huyết chi nhân vẫn chưa giác tỉnh. Hóa ra lần này anh không phải là một mình đi đánh. Xem em nói kìa, anh sớm đã không phải là Chu Tiểu An của thời tranh thi vương đó nữa rồi. Anh để cho lão bàng tập trung những người có nguồn gen thần huyết kỳ lạ này, xây dựng thành một đoàn quân thần huyết, đồng thời liên lạc với chính phủ của các quốc gia khác ở trên thế giới này để cho họ tổ chức tập hợp các thần huyết nhân lại. Ngoài lại anh sẽ xây dựng thêm những nhóm WeChat của thần huyết chi nhân. Trong nhóm đó dạy họ những kỹ năng tu luyện thần huyết. Thiên thủ không biết được sự lợi hại về mạng lưới liên lạc của con người. Chỉ cần thời gian mười mấy ngày thôi là toàn thế giới sẽ có mấy chục vạn thần huyết chi nhân giác tỉnh. Đến lúc đó, để cho em xem một vở kịch hay. Cậu nói cái gì? Bộ trưởng Triệu đã cướp lấy danh sách thần huyết đi rồi sao? Dạ vâng, máy của bộ trưởng Triệu đã tắt rồi. Tôi đã phái người qua nhà hắn, cũng không tìm thấy hắn đâu. Bốc hơi, trong lúc cầm danh sách của thần huyết nhân, lão Triệu này là muốn mạo hiểm quá. Bộ trưởng Bằng, ngài vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi. Toàn quốc nghỉ lễ đã gây ra rất nhiều nhiễu loạn. Nghe nói oan nước này ngài sẽ phải gánh đó. Oan nước đương nhiên là ta gánh. Việc cấp bách hiện tại bây giờ là phải tìm được Triệu Nhất Hổ. Chuyện này giao cho Niêu Nhị Ma giải quyết. Hắn đã đợi ngày này đến mấy chục năm rồi. Cố thay ta nói cho hắn biết. Từ giờ trở đi Triệu Nhất Hổ tùy hắn xử lý. Xuống xe hết đi. Đây là cái nơi rách nát gì vậy? Chẳng phải nói là để cho chúng ta tự do đi lại trong đế đô hay sao? Gì mà nắm lời thế? Đưa hết điện thoại di động cho ta. Dưới đây không có tín hiệu, giữ điện thoại di động cũng vô dụng. Ca, ta nói rồi, làm gì có chuyện tốt như vậy? Đây nhất định là bọn chuyên chống phá quốc gia. Khốn kiếp, ngươi bảo ai là bọn chống phá quốc gia hả? Đừng có mà đi quá xa. Mỗi người một cái vòng tay, dựa vào vòng tay thì có thể lĩnh được 1.000 tệ. Người là thần huyết số 1, người là thần huyết số 2, đều nhớ kỹ số hiệu của mình đi. Trên vòng tay có con chip, từ giờ trở đi chiếc vòng tay này chính là thân phận của các ngươi. Cậu ơi, những kẻ này chẳng qua chỉ là thảo dân bách tính mà thôi, để cho chúng giúp cậu giải quyết đại sự thật quá là khó tin.
Cháu thì hiểu cái gì? Sau này lúc nói chuyện cùng ta thì đeo cái khẩu trang vào. Nhìn cái miệng của cháu thì lại thấy buồn nôn. Cháu thế mà chẳng phải là do bị tên nhãi họ Chu đó hại hay sao? Do cháu nói mấy câu không chịu nghe, hắn không chịu nghe, liền biến cho miệng của cháu thành lỗ hậu môn thế này. Giờ đến cả vợ cháu cũng không muốn hôn cháu. Hắn còn nói phải biến miệng của cháu giống như là miệng của... Phải biến miệng của cậu giống như là miệng của cháu. Ta đã sớm nhìn ra dã tâm của trên tên tiểu tử đó rồi. Lúc đầu còn nói không đồng ý làm cục trưởng 107, mà giờ ngay đến cả Bàng Vân đều trở thành kẻ sai vặt cho hắn. Nếu như ta không khống chế thần huyết nhân ở trong tay, tương lai cả thế giới sẽ đều do hắn lãnh đạo. Đúng vậy cậu, hắn cậy mình qua ca nhẫn hỏng thì muốn làm gì thì làm. Người như vậy nếu như thống trị cả thế giới thì kết quả không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, hiện giờ chúng ta đã có một xe thần huyết nhân rồi. Còn có vài trăm xe thần huyết nhân đang trên đường đến. Chu Tiểu Hàn hắn có giỏi đến đâu cũng chỉ có một đầu. Chúng ta có thể đánh thắng một thần huyết sư. Dạo gì thằng nhóc phát mũ chưa sạch đó. Nói như vậy, nhưng mà nhìn đám người ở bên dưới đó cái gì cũng không biết. Không biết thì có thể dạy, người cũng không phải là vừa sinh ra đã biết chạy. Đại trưởng vào đi. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Ta đã không còn là người trốn quan triều, người đã trốn quan triều nữa rồi, sao còn gọi ta là triệu đại nhân? Ngài không làm quan cũng tự mình mang quan uy rồi. Vị thần dương chân nhân này tinh thông dị thuật, đã từng tiếp nhận chi niệm tư liệu của cục 107. Lúc đó đã để lại dạng thể huyết dịch của hắn để tiến hành nghiên cứu. Không ngờ trong huyết dịch của hắn cũng có gen cổ thần huyết trong đó. May mà ta sớm đã thu nạp ông ta lại dùng. Hiện giờ có ông ta huấn luyện, không nô đại nhân, không nô đại quân thần huyết không tạo được thành. Không giống hai vị, mặc dù ta là tu đạo chi nhân, thế nhưng thổ thơ ấu có dùng xà nhãn để nhìn người. Lúc đó là thần huyết của ta đã giác tỉnh. Sau đó Vũ Di chân quân thấy ta thiên tư bất phàm đã thu nạp làm đồ đệ, không cho phép ta được sử dụng thần huyết dị năng. Không ngờ năng lực này thay thế của thần huyết này lại có thể lớn như vậy. Theo như ta được biết, Chu Tiểu Hoan đã mất đi xà giới, hiện giờ cũng hoàn toàn dựa vào thần huyết mật thuật rồi. Chu Tiểu Hoan đã hủy cả Vũ Di Sơn và Thiên Hư Cung, giết ân sư và ba đệ tử của ta. Thuần Dương Tử ta sống tạm bợ cho đến bây giờ chỉ để cùng hắn tính món nợ này. Không băm hắn ra thành nghìn mảnh, ta thề không làm người. Chỉ cần ta tiến hành thực hiện một kế hoạch nhỏ thì có thể thức tỉnh tất cả thần huyết chi nhân. Chưa đầy 10 ngày, ngài có thể có được một đoàn quân thần huyết. Được, ta kính đại trưởng một ni. Khoan, đừng gấp. Ta vẫn còn mời đến cho bệ hạ một người cùng công cắt Chu Tiểu An. Hắn có thể triệu tập hàng trăm hùng binh ở thành Thiên Kim, bảo đảm việc lớn của người có thể thành. Hắn chẳng phải là minh tinh điện ảnh Hoàng Ba Ba hay sao? Hàng trăm vạn hùng binh mà đạo trưởng nói lẽ nào là fan hâm mộ của tiểu thị tươi này? Ha, vừa chu vừa thối, đây là quái vật gì vậy? Chẳng trách là không biết nói tiếng người, hóa ra lại là cái miệng có lỗ hậu môn. Chỉ dựa vào đức hạnh của ngươi lại còn dám có dã tâm đầy dẫy, thật sự là muốn moi tim của các ngươi đẹp. Đạo trưởng, hắn rốt cuộc là ai vậy? Không cần phải sợ, vị này là Đế Tân, tổ tông thượng vương của thi tộc. Không có hắn chém chết xà thần thì sẽ không có thi tộc hiện giờ. Thượng cổ đế vương, người ta đã từng ăn qua gặp qua, thực lực cao thâm khó dò. Chu Tiểu An giết hắn mấy lần mà không thành, chúng ta phải tâng bốc hắn lên, nói hắn mới chịu nghe. Hóa ra là thượng cổ đế quân Giá Lâm, Triệu Mỗ có mắt như mù, nghe nói ngài cùng với Chu Tiểu An có thù. Gần đây ta luôn kiểm tra cuộc sống hiện tại của loài người, chỉ cần khoác lên lớp da của bọn chúng thì sẽ biến thành bọn chúng. Thử nên hơn 100 bộ da, vẫn thấy bộ này là vui nhất. Là do kiểu thịt tươi có thể câu dẫn mấy em gái. Nếu như ta có thể cho vào và nấu lại cũng muốn làm soái ca, dung tục,
mọi người đều biết Hoàng Ma Ma căn bản là không phải biết đóng phim, hắn chỉ biết dùng cái mà thu hút người hâm mộ, còn ta thì lại dùng kỹ thuật diễn xuất để hoàn toàn chinh phục quần chúng. Thế nào, độ khó của thử thách chiến này vô cùng lớn phải không? Các ngươi không biết đóng phim khó đến thế nào đâu. Mấy lần này ta đều muốn ăn tim của đạo diễn, nhưng ta phải kiềm chế lại. Kỳ thực thì ta cũng chẳng có thù oán gì Tô Nam với Chu Tiểu An, chẳng qua chỉ là muốn cái cơ thể của hắn mà thôi. Hắn kệ có nữ hoa xà giới nên có thể hấp thụ được sinh mệnh, mấy lần suýt nữa là đã lung chảy rồi. Giờ thì ta mới hiểu lý do mà xà giới lựa chọn Chu Tiểu An là vì thần huyết trong cơ thể của hắn. Nếu như ta không có thần huyết, xà giới sẽ không bài xích ta. Thần huyết là thứ có thiên tính, thi tổ cho dù là có ăn thịt của thần huyết chi nhân cũng không có được thần huyết đâu. Huống hồ người cũng không phải là đối thủ của thần huyết chi nhân, không thử thì sao biết. Hai vị sao lại vậy, đều là người một nhà, nhất định là đừng động thủ. Đúng vậy, nhất định là đừng nội chiến. Bỏ đi. Trời đất ơi, hắn ta là đại minh tinh Hoàng Ma Ba. Nếu ta đã có thể mời người đến giúp đỡ thì cũng có thể phế được ngươi. 3.000 năm trước ngươi đã từng rất tài giỏi, thế nhưng hiện giờ đã là thời đại của thần huyết chi nhân rồi, đừng có không biết tốt xấu. Đạo sĩ đó có thể bay ở trên trời xuống là nhà ảo thuật hay sao? Ông ta vừa nói thần huyết đến rồi, vòng tay của chúng ta viết là thần huyết số 1, ta là thần huyết số 2, lẽ nào chúng ta cũng có siêu năng lực hay sao? Khẩu khí lớn lắm, ta lại muốn xem thần huyết chi nhân thì có bản lĩnh gì. Thật sự là được mở mang tầm mắt, chúng ta có một đàn quân thần huyết như vậy là đủ để trở thành vô địch thiên hạ rồi. Cậu à, cháu thấy chênh vênh quá, đám siêu nhân này rốt cuộc là có thể nghe theo sự chỉ huy của cậu hay sao? Điểm này ta đã sớm nghĩ đến rồi, cháu theo cậu nhiều năm như vậy, còn có già đi hay không? Ý cậu nói là cậu sớm đã là thi. Chính xác, mấy chục năm trước ta đã ăn thi dược thu được trước đó. Thần huyết trưởng, thần dương trưởng. Đạo sĩ này lại hại quá, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Trải qua gần một năm suy nghĩ, ta đã ngộ ra được thần huyết chi đạo rồi. Để cho thần huyết chi đạo dung nhập nhất thể lại với tu luyện của ta, nhiều năm ở trong thiên hư cung tạo ra một thần huyết vô lượng công. Đừng nói là ngươi, ngay đến cả Chu Tiểu An cũng không phải là đối thủ của ta. Thú vị đấy, tim cổ thần huyết nhân có mùi vị thế nào? Sao ngươi vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Thần huyết nhân với con người và thi tộc là thứ có bản chất khác biệt. Con người và thi tộc chỉ có thể dựa vào tu luyện để nâng cao tốc độ và sức mạnh đáng thương từng chút một. Còn thần huyết chi nhân một khi giác tỉnh thì có thể có được sức mạnh cường đại giống như là thần tượng, là tượng thần. Nếu như con người là linh dương, thi tộc là sư tử, vậy thì thần huyết chi nhân chính là dị hình. Ta sớm đã biết được lão đạo sĩ này có tác dụng rất lớn với ta. Tổ tông của thi tộc đều đánh không lại hắn, cho dù có là thi tộc cũng vô dụng. 20 năm trước, lão đạo sĩ này được nuôi ra từ trong đống đổ nát của núi Vũ Di cục 107. Lúc đó Nương Đông hồi báo cho ta nói người này có cơ thể dị dạng. Ta nhìn nhân lúc hắn hôn mê, cho người tiêm vào trong não bộ của hắn một bộ sóng vô tuyến nam y. Chỉ cần ta nhấn cái nút này một cái, não của hắn sẽ vỡ tan thành. Cháu thật sự là phục cậu rồi. Hóa ra là cậu sớm đã gài lên người tên Tôn Hào này một chiếc vòng kim cô rồi. Aha, thần huyết nhân là con khỉ gì? Ta chính là Như Lai, vòng kim cô thứ ta có. Phàm là con khỉ mà ta không yên tâm, ta đều sẽ đội lên. Phục cậu rồi. Cùng lúc này, trong thiên thi các của viện trường giã Nhật Bản, tạm biệt Nanan, tạm biệt không không, tạm biệt y. Còn nữa, ta quên mất tên những vị tiểu tỷ tỷ này rồi. Tôi nhớ các bạn, tạm biệt. Nói như vậy thì thi tập của Nhật Bản chúng ta cũng chỉ có thể sống tiếp được 20 ngày nữa.
người cảm thấy xà nha đa của Tấn Anh Thất Sinh cũng không thể thay đổi được chiến cục. Những ngày ta theo Chu Tiểu An cũng chứng kiến nhiều rồi, xà nha đa của chúng ta ngay đến cả Thần Công Ngọc của Vũ Điền Gia đều không đối phó nổi, càng không cần nói đến việc đối kháng với thiên thủ của A Bể Chi Tâm và Tứ Xà Giới. Thì Vương Trung Hoa chẳng phải là sớm cũng đã từ bỏ rồi sao? Thật là đồ yếu ớt, ta không cho phép ngài nói Tiểu An như vậy. Trong tâm mục của ta, hắn là anh hùng ghê gớm nhất ở trên thế giới này rồi. Không phải chứ? Lẽ nào người yêu, lẽ nào ngươi đã yêu tên tiểu tử đó rồi? Những ngày này cảm ơn mọi người đã để lại cho tôi hồi ức ấn tượng tuyệt vời như vậy. Trước khi từ biệt, tôi muốn hát một bài hát bày tỏ tình yêu của tôi đối với các bạn. Tiểu An, Tiểu An, cuối cùng ngươi cũng nhớ ta rồi. Hiện giờ ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Tiên nào cơ? Cô để cho Lưu Phúc Quý nhận điện thoại của ta. Ồ, tên mập chết tiệt là ngươi, sướng đủ chưa? Đã vui quân đường về rồi sao? Ha ha, ca, sau này có chuyện xấu thế này thì cứ để ta đi cho. Bên này tiếp đãi ta tốt quá. Được, ngươi thay ta chuyển lời cảm ơn đến Hoàng Độ Thi Thủy. Đợi sau khi ngươi gặp được Sương Sương rồi, hai người phải thay ta làm một việc quan trọng. Chuyện quan trọng gì vậy? Năng lực của ta có hạn, chuyện cứu thế giới thì đừng tìm ta. Không phải là kêu ngươi đi cứu thế giới, ta là muốn ngươi đi tìm ông nội của ngươi. Ông nội của ta chết hơn 100 năm, chết hơn 1 năm rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dọa ngươi à? Lại diễn, vẫn còn muốn diễn với ta. Chuyện giải chết của Ngũ gia nhà các ngươi chỉ có Sương Sương không biết. An gia, ngươi đang nói gì thế? Sao ta lại càng nghe càng thấy hồ đồ? Ngươi thật sự là hồ đồ, là ta đây này. Ta đã từng ngây thơ cho rằng có được xà giới là sự ngẫu nhiên. Hiện giờ ta mới phát hiện ra trên thế giới này không hề có sự ngẫu nhiên. Nữ hoa xà giới của tổ tiên các ngươi truyền lại, sao có thể vô duyên vô cớ ra cho ta cơ chứ? Là ta quan lưu ra các ngươi quá đơn giản rồi. Nếu Ngô gia rõ ràng có thực lực trở thành thi tướng nhưng lại quan tâm, nhưng lại cam tâm làm thi đốc cả một đời, ta cũng ngây thơ cho rằng ông ta là một sự ngẫu nhiên, không màng đến quyền lợi. Nhưng sự thực thì sao? Là do Lưu gia có sứ mệnh quan trọng hơn, không thể bộc lộ quá rõ ràng. Cái gì mà sứ mệnh, An gia, ta thật sự là không biết gì. Tên mập, ta nói thật rồi, gia gia ngươi là đi làm công cho ông chủ lớn của thế giới địa tâm. Lưu gia các người còn có Chu Tiểu An ta đều là quân cờ trong tay của ông chủ lớn này. Lưu gia, nửa ta cũng là bị bước đến đường cùng bất đắc dĩ. Ông chủ lớn đó không cho các ngươi nói thật, ta cũng không trách các ngươi. Thế nhưng ông chủ lớn của các ngươi đã bị giết rồi. Ông chủ mới của thế giới địa tâm là thiên thủ. Vì vậy, gia gia của ngươi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Thay ta chuyển lời cho ông ta. Cảm ơn những tâm kinh mà ông ta đã dạy cho ta. An gia, việc đến nước này rồi, ta cũng không giấu cậu nữa. Trước đó ta không dám nói là về tính mạng của Lưu gia nằm ở trong tay của địa tâm thế giới. Ta cũng là cho đến khi sau khi từ tinh thành quay về thì mới biết ra làm việc cho chúng. Đừng nói là ngài, đến ta đều bị gài bẫy đây. Có điều ra giả chết cũng là bất đắc dĩ. Nói như vậy, lúc nhà các người lo việc tăng lễ, Ngũ gia đã tránh ở phía sau thầm cười trộm. Xem ngươi nói kìa, Sương Sương khóc thảm như vậy, đã ra tử nào có vui nổi. Kỳ thực cơ quan kỳ kim của tinh thành căn bản là không có tác dụng gì đối với lưu gia, đối với lão gia tử. Kết cấu bình thường mà lão gia tử thường chuyển chính là kỳ kim nam, chỉ có Sương Sương sinh muộn mới không biết thôi. Gia ta nói trên đường đi tinh thành, Bạch Nàng đã nuốt chửng phân thần của Đế Tích. Lúc đó hắn muốn giết Bạch Nạc rồi. Cơ quan kỳ kim đó là cơ hội tốt để trừ khử Bạch Nạc. Gia ta chỉ dùng độc môn thúc thiền công khiến cho cơ quan khép lại, không ngờ Bạch Nạc lại tiếp tục sống. Nếu như Gia lúc đó không giả chết, không chỉ cố ý giết chết Bạch Nạc còn bộc lộ ra thực lực thật sự có lưu ra. Lời này nói lại cũng có lý. Có điều Sương Sương không biết nội tình,
Tiểu tử ngươi lúc đó cũng thật là khóc như thật. Đây, từ lúc bắt đầu trong lòng của ta đã giống như là gương sáng. Lão gia tử rõ ràng có thể tự mình định xong, nhưng lại để cho Bạch Nhạc cùng ở lại trong cơ quan đó. Lúc đó ta liền hiểu ra, phía sau nhất định là phải cùng với lão gia tử diễn. Không có thời gian bàn chuyện này nữa. Vũ gia hiện giờ đang ở đâu? Ta cũng không biết, đã đâu rồi không liên lạc với nhà nữa. Hoàng Lộ Thi Vương sợ ta giở trò, sớm đã không nhận điện thoại của ta rồi. Cậu đợi ta một lát, sẽ gọi điện lại cho nhà. Ngươi ghi lại WeChat của ta đi. Josiah 1996, để cho Ngũ gia nhanh chóng liên hệ với ta. Ngoài ra, ngươi đi tìm Vũ Điền gia tìm Sương Sương, để con bé mang thần công ngọc trở về nước cùng ngươi. Được, ta hiểu rồi. Hắn tắt máy rồi, điện thoại trả lại cho ngươi. Đáng ghét, ngay cả một câu cũng được không nói với ta. Chu Tiểu An, ngươi cũng tuyệt tình lắm rồi đấy. Ta biết rằng Huyền Yến nhất định là đang ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi không đồng ý gặp riêng ta, ta sẽ đăng ảnh mưu của ta lên WeChat của ngươi. Mẹ nói chứ, hát WeChat mà vẫn còn loại phúc nợ này. Cùng lúc này trong quảng trường 352X, khu Tây Thanh của thành phố Thiên Kim. Ai, ngươi? Ngươi là Lưu Nhị Ma Tử? Hồ Thế Tử, lão tử là lẻ mặt bằng vân, mới nhẫn nhịn mấy chục năm, giờ ngươi tự mình làm ra đại tử, đến lượt lão tử đến lấy cái mạng chó của ngươi rồi. Lưu Nhị Ma Tử, ta sớm đã liệu được việc bằng vân sẽ phải ngươi đến tìm ta, chỉ là ngươi làm sao lại phát hiện được ta đang ở đây chứ? Cái này thì phải cảm ơn đứa cháu trai của ngươi rồi. Ta theo dấu tình nhân của nó mới phát hiện ra nơi kín đáo thế này. Cái đồ phế vật không dứt được khỏi lũ đàn bà này. Ta đã nói với nó là không thể liên lạc cùng với bất kỳ ai rồi. Nghe ngươi nói chỉ cần ấn vào cái nút này thì có thể khiến cho đầu não này nở hoa. Đừng ấn cái nút đó. Triệu Nhất Hổ, hiện giờ đã đến nên tiểu tử nhà ngươi lên đường rồi. Lưu Gia Gia, xin đừng giết ta, ngươi nói gì ta cũng làm. Ta nghe cha ta từng nói về câu chuyện thời chiến tranh căng nhặt giữa ngài và Bằng Hải Đông, thật sự là cảm động lòng người nha. Còn dám nhắc đến tên khốn Triệu Thế Dũng cha của ngươi hay sao? Nếu như không phải là hai cha con các người gây nghiệp chướng, Bằng Hải Đông cũng sẽ không hào man mà chết. Hiện giờ ngươi cũng là thi tộc rồi, sao không tiếp nổi hai chiêu của lão tử? Ây, đã có vài lần làm tôn tử của người cũng đều không đủ tư cách, nào dám động thủ với Gia Gia. Hiện giờ giả làm tôn tử thì cũng đã muộn rồi. Trước khi giết ta, ngươi hãy khoan dung cho ta được nói những câu cuối cùng. Cha ta lúc lâm chung đã vô cùng hối hận, cứ luôn nhắc nhở không nên vạch trần Bằng Hải Đông. Năm đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, bị sự nhiệt tình của cách mạng làm cho đầu óc mê muội, vậy nên tiểu tử ngươi chỉ dùng chiếc búa để ghè chết Bằng Hải Đông. Đây là lời nói dối, lúc ông ta chết chính xác là ta có ở đó, thế nhưng từ đầu đến cuối ta đều không động thủ với ông ta một chút nào cả. Hơn nữa cái chết của ông ta cũng là do ngài, là do ta. Bàng Vân chưa từng nói chuyện này với ta. Ngày cha ngươi chết đó, những chuyện này Bàng Vân cũng không rõ, hiện giờ chỉ có ta biết. Người khoan đừng giết ta, để cho ta nói cho người biết toàn bộ ngọn nguồn của sự việc. Nếu như ta chết rồi thì người sẽ vĩnh viễn không biết được sự tình. Đợi ngươi nói xong, ta giết ngươi cũng không muộn. Chuyện này bắt đầu kể từ năm 1943. Lúc đó Bằng Hải Đông làm trung đội trưởng ở trong Bát Lộ Quân. Cha ta Triệu Thế Dũng là doanh trưởng cấp trên của ông ta. Năm đó Bằng Hải Đông đã viết cho cha ta một việc kỳ lạ trong báo cáo chiến đấu. Nói là có một binh sĩ tên là Lưu Nhị Ma Tử có một con dao của thố tử đâm trúng tim, không chỉ chưa chết mà còn dùng con dao đó kiên trì chiến đấu, sau đó liên tiếp giết chết mấy chục thố tử, hàng chục vết bắn ở trên người vẫn không chết, cuối cùng đều dọa cho đám thố tử sợ tè ra quần. Tiểu tử ngươi nói thôi với ta để kéo dài thời gian có phải hay không?
Những thứ này ta có thể không biết hay sao? Đúng đúng, có điều cái chết và phần báo cáo này của bằng Hải Đông có quan hệ mật thiết với nhau. Năm bằng Hải Đông chết ta mới 15 tuổi, vốn không biết có sự tồn tại của thi tộc. Cũng hồ lúc đó người thất lạc không rõ, còn người xung quanh bằng Hải Đông đã viết tư liệu rồi, nói chưa từng nhìn thấy Niêu Nhị Ma Tử này. Vì vậy ta nên cho rằng bằng Hải Đông nói dối. Ta cầm báo cáo do ông ta viết để cho ông ta thừa nhận rằng bản thân đã vi phạm vào lỡ phản lại con đường chủ nghĩa duy vật. Kết quả là bằng Hải Đông không những không nhận tội, còn nói đáng lẽ ra là phải bổ sung thêm huy chương anh hùng cho chiến đấu cho ngươi. Còn nói trong cơ thể của ông ta còn có viên đạn của thố tử Nhật Bản. Mà mấy tiểu thố tử, chúng ta không có tư cách thẩm vấn ông ta. Ta không sai, bằng Hải Đông ta cả đời chưa từng nói dối một câu, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tổ chức. Còn nói như những ma tử là huynh đệ tốt đời này của ông ta, ông ta muốn dùng nửa đời còn lại của mình để tìm được người. Sau đó thì sao? Sau đó ông ta mắng những lời rất là khó nghe, còn làm loạn ngay chỗ đó. Trong lúc làm loạn, không biết là sinh viên nào, không biết nặng nhẹ, dùng búa ghẹ vỡ đầu của bà Hải Đông. Nếu như lúc đó ta ở đó thì tốt rồi, lão tử sẽ nổ ra phá tạng của con rùa các ngươi. Phải, ta nghe bằng Vân từng nói, lão nhân gia ngài đã chiến thủ thương đầu ở trong trận chiến Chuẩn Hải, từ đó lưu lạc giang hồ. Vì thế bằng Hải Đông đã tìm kiếm ngài mấy chục năm, đến chết vẫn không được gặp ngài một lần. Cho đến năm 1987, bằng Vân đã được một gã ăn mày dùng bát bằng bạc để xin cơm ở Vân Nam. Đáy bát có khắc ba chữ bằng Hải Đông. Chiếc bát này ta luôn đeo theo bên người. Từ lúc bằng Hải Đông tặng nó cho ta thì ta đã không còn ăn tim người nữa. Thế nhưng hôm nay ta lại phá lệ, phải dùng cái bát này để đựng tim của người. Đợi một chút, ta tội nặng tày trời, không chỉ nói xin lỗi bằng Hải Đông, trước khi chết còn phải nói tạ lỗi với lão nhân ngài mới được. Từ lúc bằng Vân dẫn người trở về, thông qua thí nghiệm đã chứng minh được sự tồn tại của thi tộc, cấp cao đã phê chuẩn cho ông thành lập cục 107. Thế nhưng ta luôn lo lắng bằng Vân vì chuyện của cha ông ta sẽ báo thù ta. Ta càng sợ là ông ta sẽ phái ngài đến giết ta. Vì thế ta đã ép cục 107 dùng ngài làm thí nghiệm. Mấy chục năm nay ta đều hy vọng ngài chết ở trong phòng thí nghiệm. Ta không phải là người, ta có tội, ta giao bẩn hèn kém. Đồ con rùa, ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Cha con triệu ra các người đều giao tự tản bên ngoài vòng pháp luật mấy chục năm nay, dùng đến hôm nay xem như là đã đủ rồi. À, đạo trưởng, chiếc máy điều khiển vừa rồi là giả. Nếu như ta chết thật thì chiếc máy điều khiển đó sẽ khởi động. Các người sẽ đều phải tuân táng chết theo ta. Hóa ra ngươi vẫn chưa chết, đồ ngu ngốc. Không chỉ có chiếc máy điều khiển là giả, việc ta hối hận vừa rồi cũng là giả. Thuộc hạ đến trễ một bước khiến Triệu đại nhân chịu khổ rồi. Đừng có giả vờ nữa, tiểu tử ngươi cố ý. Ây, Triệu đại nhân, đặt ở trong đầu bần đạo một trái bom, không phải là cố ý hay sao? Có gì nại chứ, ta không dùng âm mưu quỷ kế thì sao ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta? Chỉ có người không từ thủ đoạn mới có được thiên hạ, mới có thể nhận được sự cung kính của vạn người. Hắn cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả, sống một đời cũng làm chó cho ta. Niêu Nhị Ma Tử, ngươi nghe rõ rồi đấy. Năm đó người dùng búa đập chết bằng Hải Đông chính nhà ta Triệu Nhất Hổ. Ha ha,
Toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch của một tay hai cha con ta. Tiểu tử bằng vân đó đến giờ chẳng biết gì cả. Khô khô. Triệu đại nhân, ngài cũng độc ác lắm đó. So với ta cũng cảm thấy mình là con người tốt. Vì thế, ngươi ngay đến cả thiên hư cung bé nhỏ cũng không giữ nổi. Bớt phí nào đi. Móc với tên lưu nhiễm ma tử này cho ta. Lão từ trước đến nay chưa từng bị ai chỉnh đốn. Hôm nay muốn dùng cái bát bạc này ăn tim của hắn, uống máu của hắn. Chiêu thức của đạo sĩ này thật là lợi hại. Chỉ dùng mấy trường của hắn ta mà xương đã gãy đứt rồi. Xem ra công lực mấy chục năm nay của ta không tiến bộ mà ngược lại còn thuyên giảm, đã không giúp được bản phân nữa rồi. Đây là chiếc bát bạc cha ta để lại cho ta. Đáy bát có tên của ta. Sau này người dùng chiếc bát này để ăn, nhưng không được phép ăn thịt của người chết nữa. Ngươi hãy nhớ lời của ta, trận này không thể cứ đánh như thế. Có mấy năm nữa thì thiên hạ sẽ thái bình. Đến lúc đó chúng ta đều có thể có cuộc sống tốt hơn. Ta nhớ rồi. Phượt. Thật là khó ăn chết đi. Sáng chủ nhật, sân bay quốc tế Thiên Tan. Thật đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Sân bay không thấy một bóng người. Ngồi máy bay còn bị ép buộc. Anh Tiểu An rốt cuộc là đang ở đâu? Ta không dám hỏi. Từ trên màn hình nhìn là có vẻ là bờ biển. Bờ biển, lúc này bệ hạ vẫn còn tâm tư để đi chơi ở bờ biển hay sao? Bất kể nào đi đâu thì cũng nên nói một tiếng. Chúng ta ở cửa động đợi anh ấy mấy ngày, như vậy đều vô ích. Em tốt xấu cũng quan tâm đến người anh này một chút đi chứ. Sương Sương phú quý. Cha. Mai Tâm Thuận và Mai Hiểu Sảnh. Sao lại có thể chứ? Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ta chết rồi. Chu Tiểu An vì cô ta mà nổi điên với ta. Nghĩa nào Mai Hiểu Sảnh này nè. Sương Sương, việc của mẹ con ta đã nghe qua rồi. Đây là ông trời cố ý muốn để cho mẹ con các ngươi đoàn tụ, để cho con cùng bà ấy sống những ngày cuối đời sau này. Lúc con đi cùng bà ấy, trong lòng ta vô cùng khó chịu. Thế nhưng ta lại không thể nói thật với con. Để con tham gia thi cúp thi giai cũng là chủ ý của ông nội, đúng không? Đúng. Chủ ý là của ông ấy đưa ra, hậu quả là do ta gánh. Vậy là ông nội lợi hại. Hiện giờ tóm lại, ta đã hiểu mục đích chân chính của cuộc thông hôn giữa Vũ Điền gia và Lưu gia rồi. Ông ngoại có lẽ đã sớm hoài nghi Lưu gia có liên quan đến địa tâm thế giới, vì thế phái mẹ và Lưu gia thông hôn. Thứ mẹ thật sự muốn tìm không phải là xa giới, mà là A Bỉ Chi Tâm từ Vũ Điền gia rơi vào địa tâm thế giới. Vẫn là con gái ta thông minh, đã thông suốt cả rồi. Đáng tiếc mẹ con không nằm tay trong cho ông ngoại, thành ra vừa mất phu nhân lại vừa thiệt quân. Cha, Lưu gia chúng ta rốt cuộc nào có quan hệ gì với địa tâm thế giới? Chuyện đến nước này rồi đừng có giấu con nữa. Lịch sử này đã có thâm niên rồi, một hai câu không thể nói được. Chúng ta đến nhà họ Mai nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong rồi nói. Sương Sương, lúc ở nhà Vũ Điềm cảm tạ sự khoản đãi của cô. Các vị xin cáo từ, ở nhà còn có nhiều việc còn chờ, ta phải quay về xử lý. Quay về chúng ta sẽ điện thoại liên lạc nhé. Cha, chúng ta đến nhà họ Mai làm gì thế? Còn nữa, Mã Hiểu Sảnh chẳng phải là chết rồi sao? Mã Hiểu Sảnh sau khi chết, cha của cô ấy đã đau lòng tuyệt vọng. Chu Tiểu An nên dùng xa giới tạo ra một người nhân bản. Hai con nói chuyện phải chú ý. Hiểu Sảnh nhân bản này không biết gì cả, cũng không nhận ra các con đâu. Cha, chân của con mỏi lắm rồi, bao giờ mới về nhà? Con gái ngoan, đi ngay bây giờ đây. Đi ngay bây giờ đây. Hóa ra là vậy, chẳng trách Mai Hiểu Sảnh này không đáng yêu như trước đây. Nữ nhân này giống như là rượu, rượu vang không qua thời gian ủ thì sẽ không có vị. Nữ nhân, nam nhân đều giống nhau. Chú Tiểu An một năm trước chính là một chai coca. Tiểu An hiện giờ lại là whisky có mùi đẳng cấp rồi. Nói vậy, con gái ta từ lúc ở Nhật quay về đã khác hơn so với trước đây rồi. Mới có mấy tháng ngắn ngủi
đã thành người lớn rồi. Đương nhiên rồi, hiện giờ ngoài là con gái của cha ra, còn là đại thần quan của Vũ Điền gia nữa. Cha, người hẳn là đẻ dâu nhiều hơn trước rồi. Đúng rồi, vì sao chúng ta không quay về nhà mình mà lại đến nhà của Mai Tam Thuận? Bởi vì chúng ta đã không còn nhà nữa rồi. Nghĩa là sao? Có một thi tướng tên là Lưu Nhất Can gọi mình là con trai nuôi của Chu Tiểu An, hoành hành không kiêng nể gì. Từ lúc các con đi Nhật, hắn dựa vào vũ lực khống chế thiên kim tệ, ngay đến cả nơi ở của chúng ta cũng đã chiếm đoạt. Người chịu tổn thất không chỉ có nhà họ Lưu, hắn còn cướp cả địa bàn của nhà ta. Những thi tộc ở thị khu sống mãi với nhau, tạo thành trận tử thương thị dân lớn. Trận tử thương thị dân với số lượng lớn, thị trưởng như ta đây cũng bị mất chức rồi. Trước mắt đừng nói là thiên kim tệ, nếu nhất can hắn dậm chân một cái thì cả tỉnh Hà Bắc này đều rung chuyển 3 lần. Mặc dù thi tướng là thi giai cao nhất có thể có được ở trên thi giai cúp, thế nhưng vì các ngươi là ngoại lưu, diện tích của thái ấp vẫn không bằng thi tộc của nội nội lưu. Ta lần này đến gặp thi vương chính là để đòi thái ấp. Yêu cầu của chúng ta không cao, đem toàn bộ tỉnh Hà Bắc cùng với thiên kim thị phong giao cho chúng ta là được. Lưu Nhất Can này xem là cộng hành nào chứ. Mặc dù nói hắn là con trai nuôi của Tiểu An, thế nhưng xét về quan hệ, chúng ta là bạn học cũ của Tiểu An, xương xương thì càng không cần phải nói nữa. Hắn lại dám chiếm chỗ của chúng ta. Bỏ đi, dù sao thì thiên kim tệ vẫn không thái bình. Còn nhớ đến Lý Đại Bưu đến nhà chúng ta làm loạn chứ. Giờ trong thành phố không ít quá nhân ăn thịt thi tộc giống như hắn ta. Lý Đại Ngưu xuất hiện ở chương 227, chính là kẻ loài người có cơ thể bị cơ tuyến trùng thâm nhập đó sao? Theo lý mà nói, thi tổ đế tân nên giúp đỡ con cháu của nên giúp đỡ con cháu đích truyền của chúng ta mới đúng chứ. Thi tổ hy vọng có được cơ thể của Tiểu An, nhưng cứ luôn không đạt được, vì vậy rất căm ghét Tiểu An. Ông nội của con bí mật truyền cho Tiểu An cũng lũng tâm kinh. Anh em các con cũng giúp đỡ Tiểu An. Giữa thi tổ và Tiểu An, chúng ta rõ ràng đã là lựa chọn người đời sau. Thi tổ sớm đã không thừa nhận mấy tử tôn bất hiếu như chúng ta nữa rồi. Cho dù thi tổ không giúp chúng ta cũng chẳng sao. Sương Sương đã có được thần công ngọc của Vũ Điền gia, dùng sức mạnh của thần công ngọc để lừa Lưu Nhất Can quả là dễ như trở bàn tay. Cũng không Sương Sương. Có điều Lưu Đương gia trong số các ngươi không dám đến tham dự cuộc thi, phái nha đầu vắt mũi chưa sạch đến, chứng tỏ nội lưu đã dần mờ nhạt và sắp đi vào con đường sụp đổ và diệt vong rồi. Mai Thúc, đến giờ lái xe đi nhà của chúng ta. Đổi tên Lưu Nhất Can ra ngoài đi. Sương Sương, con thật sự có thể khống chế được thần công gặp đó sao? Đó là bảo bối mà Từ Phúc để lại cho Điền Vũ gia. Ngoài mẹ truyền cho con ra, 3 mảnh khác cũng đang ở trong tay của cũng đang ở trong người của con. Nếu không thì Vũ Điền gia cũng sẽ không để cho con làm đại thần quan. Vậy thì chúng ta phải xả cơn giận này. Con có biết là cha bị tên ngốc đó ức hiếp thế nào hay không? Quản gia Lưu đều bị đánh bại rồi, giờ vẫn chưa dậy nổi. Tốt quá rồi, mấy ngày này thật là vô vị, ta thích nhất là đánh nhau. Cha bỏ đi, chúng ta đến nhà họ Mai ở tạm một thời gian. Chuyện của Lưu Nhất Can để rồi sau nói vẫn chưa muộn. Con thật sự là con gái của ta hay sao? Con trước đó chỉ vì một ánh mắt của đối phương mà giết người. Đó là con của trước đó, cha cũng chẳng phải nói. Con đã trưởng thành rồi sao? Lưu Nhất Can không chỉ là con trai nuôi của Tiểu An, mà còn là con rể của nhà họ Viên nữa. Con không giết là để Tiểu An ca giữ thể diện cho Viên Thiên Canh. Tương lai Tiểu An sẽ xử lý Lưu Nhất Can. Hơn nữa, hiện giờ đại địch đang ở trước mắt, sức mạnh của thần công ngọc không thể dùng để nội đấu, phải giữ để đưa cho Tiểu An ca. Nói vậy cũng có lý, coi như là tên ngốc này vận khí vẫn tốt. Nếu như là 1 năm trước thì em gái con tuyệt đối sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh. Trước đó em không hiểu chuyện, cũng được cha với ông nội nuôi chiều thành hư, tức giận một cái nên ra tay giết người.
Từ sau khi mẹ mất đi, mỗi ngày em đều mơ thấy ác mộng. Những kẻ bị giết trước đó, từng người đều xuất hiện trong giấc mơ của em. Bọn họ bám chết lấy ta, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ trực nhìn ta. Ta chạy bán sống bán chết, những người đó thì giống như là cái đuôi, thế nào cũng không buông tha. Ta muốn đợi chuyện lớn kết thúc rồi, sẽ đi chùa khấn Phật một chút, xin sư phụ siêu độ cho bọn họ. Lúc đầu Ma Hiểu Sảnh sau khi chết, ta cũng nằm mơ thấy vô số ác mộng. Ma Hiểu Sảnh nhân bản này khiến cho ta không thể chịu nổi. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của cô ta thì sẽ nổi da gà. Ma Hiểu Sảnh vốn hoàn mỹ nhất, thánh thần nhất ở trong lòng của ta, lúc đầu bây giờ đã chết rồi. Ta thật sự không nói dối, ông nội của con sau khi các con đi Nhật không đâu thì bốc hơi rồi. Mấy tháng nay không thấy về nhà, ngay đến cả ta cũng không biết ông ấy đã làm gì. Cha, nếu như còn nửa con thì con sẽ hoàn toàn không để ý đến cha nữa. Lần này cha lôi tính mạng của ông nội con ra thề, thật sự là không nói dối. Vậy ông nội trước khi đi có nói gì với cha hay không? Không nói lời nào. Bữa cơm tối hôm đó còn hẹn người đánh đến mặt trược, kết quả là ngày hôm sau ông nội của con đã không thấy đâu nữa. Liệu có phải là bị ai đó bắt cóc rồi không? Không thể nào. Cơ quan kỳ kim đều không áp chế được ông nội. Thì thuật của ông nội đã sắp quỷ nhập hóa rồi. Em cảm thấy có lẽ ông có việc gấp, không kịp giải thích cho cha. Nếu như nhà chúng ta đã nghe hiệu lệnh của đệ tâm thế giới rồi, vậy thì cấp trên của ông nội là ai? Tên cổ thượng cấm chỉ có ông nội con biết. Ta chỉ biết hắn muốn đưa ra chúng ta làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, không thể để cho bất kỳ ai biết được hắn qua lại với nhà chúng ta. Thứ hai là trông coi cẩn thận nữ hoa xà giới, không cần để cho bất kỳ ai có được. Vi phạm một trong hai điều này sẽ diệt toàn môn. Nếu đã như vậy, sao cha còn đưa xà giới cho Chu Tiểu An? Đây là mệnh lệnh của ông nội con, ta chỉ làm theo mà thôi. Tôi tin ông nội của cậu làm vậy nhất định là có cái lý của ông ấy. Người như ông ấy sẽ không cam tâm tình nguyện đem người nhà ra làm cơ quan đâu, làm quân cờ đâu. Má Thúc nói phải, có điều làm quân cờ không chỉ là nêu ra chúng ta. Nghe Vi Thiên Canh nói, những thi não đều là người của thiên thủ. Mấy nghìn năm nay, thiên thủ thông qua việc thao túng mấy thi não để hóa thi tộc, toàn bộ chúng ta đều bị người ta chơi rồi. Thật không ngờ ngay cả mấy thi não cũng. Chẳng trách rất nhiều năm trước đó, thi não Lưu Hùng đã hỏi ông nội con về sự mất tích của nữ hoa xà giới. Ông nội của con lừa hắn nói là không biết. Lưu Hùng không phải là thần huyết nhân, xà giới không có tác dụng gì với hắn. Hắn cũng không quan tâm đến xà giới. Nhất định là cấp trên của thiên thủ của hắn muốn có xà giới. Nói như vậy, cấp trên của Lưu gia chúng ta là người đang đối địch với đại thiên thủ. Chính xác. An gia sớm đã đoán ra rồi, anh ta còn để cho con nhắc nhở ông nội chú ý an toàn nữa. Hiện giờ ngay đến cả hướng đi của ông nội chúng ta cũng không biết, giờ phải làm sao đây? Yên tâm đi, ông nội của các con là lão hồ ni thân chinh bách chiến, chuyện của thế giới địa tâm không giống nổi ông đấy đâu. Chúng ta không cần phải lo cho ông ấy. Sương Sương, có chuyện ta cũng không muốn giống con thêm nữa. Thực ra con giống với Chu Tiểu An cũng là thần huyết chi nhân. Cái gọi là năm con phượng tủy ở trong thi tộc thực ra đều là thần huyết chi nhân, nếu không thì cũng không có tiền thiên hội thi thuật chi lý. Viên Thiên Canh cũng là thần huyết chi nhân như thế. Cha, Sương Sương sao lại có thể so sánh với Viên Thiên Canh cơ chứ? Hơn nữa, con và con bé cùng là một bào thai, dựa vào cái gì mà nó lại là thần huyết chi nhân mà con thì lại không? Cái này có liên quan đến di truyền, ta chỉ là thi tộc bình thường. Thế nhưng mẹ của các con lại là thần huyết chi nhân. Nếu các con để ý một chút cũng biết, chỉ có thần huyết chi nhân mới có thể thao túng thần công ngọc. Trong cơ thể của con có chảy dòng máu của mẹ con, đây là món quà tốt nhất mà mẹ con có thể tặng cho con. Đại khái là Sương Sương di truyền nguồn gen của mẹ con, còn con di truyền nguồn gen của ta. Cho dù cha mẹ đều là thần huyết chi nhân, con cái cũng chưa chắc đã có được thần huyết. Điều này cũng phải xem vào duyên phận. Nếu con đã là thần huyết chi nhân, vì sao lúc đầu còn giao nữ hoa xà giới cho Chu Tiểu An, trực tiếp đưa nó cho con chẳng phải là được rồi sao? Chúng ta giấu chân tướng sự việc, chỉ là sợ con đeo nữ hoa xà giới rồi. Nguyên nhân có hai,
Một là do thi tổ đế tân vẫn còn tồn tại ở trong xà giới, ông ấy nhất định là sẽ hạ thủ với người có xà giới. Đế tân bị nhốt ở trong đó mấy nghìn năm, đã điên hoàn toàn rồi, vì sức mạnh ông ta sẽ xuống tay với bất kỳ người nào. Hay là vì thần huyết chi nhân đeo xà giới rồi, cuối cùng đều sẽ bị dụ vào thế giới địa tâm. Có quá nhiều người giống như Chu Tiểu An và Viên Thiên Canh, bọn họ đi xuống đó, kết quả là không có lấy một người nào quay trở về. Tiểu An ca của con có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ông nội của con chính mắt chứng kiến thần huyết du hí ở trong địa tâm thế giới thảm khốc đến mức nào. Chúng ta đương nhiên là không muốn chuyện này xảy ra với con. Vì thế, Tiểu An ca trở thành vật thí nghiệm của mọi người. Chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi đã có giao tình với ông nội cô. 20 năm trước, ông ấy đã từng giao cho ta điều tra một người tên là Chu Bình, cũng chính là cha đẻ của Chu Tiểu An. Ngạc nhiên lắm phải không? Lúc đó Tiểu An ca của cô mới vừa sinh ra, cô vẫn còn chưa sinh ra nữa. Dáng vẻ bên ngoài của Chu Bình là nhà khảo cổ học, thân phận thật sự là đặc công của cục 107, vì ông ta có thể dựa vào xà nhãn để nhận ra bảo vật. Cục 107 phái ông ấy lấy danh nghĩa khảo cổ để tìm kiếm nguồn năng lượng tiền sử. Tình báo của Chu Bình, nội tuyến của Lưu gia ta ở trong cục 107 đã cung cấp rồi, chứ không phải là do ông điều tra ra. Ông khoe khoang gì ở đây cơ chứ? Đúng, 20 năm trước Mai Tam Thuận ta chỉ là thêm tương dầu cho nhà Lưu gia các vị. Không có Lưu gia thì ta cũng không làm được thị trưởng. Chỉ có trước tự gia ta mới dám ra vẻ. Ma thúc, ông nội của ta rốt cuộc là muốn chú điều tra cái gì về Chu Bình? Ngũ gia để ta điều tra nhân phẩm của Chu Bình. Nhân phẩm? Lúc đó được ông nội của con chọn chúng, tương lai người phải đeo xà giới chính là Chu Bình. Vì vậy lão gia tử muốn biết nhân phẩm của Chu Bình thế nào, liệu có đáng tin cậy hay không. Đúng vậy, vì thế ta để cho cô em gái khổ mệnh của mình gả cho Chu Bình. Quân phái về, Tiểu An có lẽ phải gọi ta là cậu. Không phải chứ, điều này cũng không đúng, cũng không đúng điệu cho lắm rồi. Mẹ nuôi của Tiểu An họ Vương, sao có thể là em gái của chú cơ chứ? Vốn thì ta cũng họ Vương, Vương Quyên là em gái ruột, nhỏ hơn ta 8 tuổi. Cha của chúng ta cờ bạc rượu chè gái gú, không làm việc, sau đó bị chính phủ bắn chết. Để vạch rõ ranh giới với cha ta, ta đã đổi thành họ Mai. Mai chính là không. Ý của ta là không có cha. Vương Quyên lúc đó còn nhỏ vẫn không đổi tên. Cha mất, mẹ gả cho người ta. Ta cùng em gái trở thành cô nhi, lại gặp đúng thời kỳ loạn nhiễu, may mà nương ngũ ra. Anh em chúng ta mới được sống tiếp. Phát một cái đã mấy chục năm trôi qua. Lão gia tử muốn làm khảo sát cách làm người của Chu Bình. Tục ngữ nói, lâu ngày mới thấy lòng người. Vì thế, phải một người có khả năng tiếp cận Chu Bình, còn phải ở bên cạnh của hắn nhiều năm. Em gái của ta lúc đó rất là xinh đẹp, lại thấu tình đạt lý. Ta nên để cho nó chủ động câu dẫn Chu Bình. Không lâu sau đó, Chu Bình đã kết hôn với Vương Quyên. Vương Quyên trở thành mẹ nuôi của Tiểu An. Do sợ Chu Bình phát hiện ra việc của họ Lưu, vì thế mười mấy năm nay ta đều không lộ diện. Chu Tiểu An cho đến nay cũng không biết trên thế gian này còn có người cậu này. Vậy kết quả khảo sát thế nào? Sau nhiều năm chung sống với Chu Bình, Vương Quyên nói rằng phẩm đức của Chu Bình đoan chính, thế nhưng tài năng bình thường, khó mà trọng dụng được. Lão gia tử sau khi nghe xong thì từ bỏ ý muốn truyền lại xà giới cho Chu Bình. Mấy năm nữa lại trôi qua, Chu Bình mất tích một cách kỳ lạ ở trong đoạn khảo cổ của Vũ Di Sơn. Em gái của tôi đau lòng quá sinh ra bệnh, chuyện sau đó các người cũng biết rồi. Câu chuyện này của các người rõ ràng là không logic. Chu Bình cần khảo sát đến mấy chục năm, Chu Tiểu An đó sao không khảo sát? Ngộ nhỡ hắn cũng là kẻ tầm thường thì sao? Đúng vậy, ta cũng là sau này nghe ông nội kể về chuyện của địa tâm thế giới. Lúc đeo nhẫn của Tiểu An, ta vốn dĩ không biết thần huyết là cái gì, càng không biết anh ta là thần huyết nhân. Vấn đề này ta cũng đã từng hỏi ông nội của con. Lúc đó ông ấy từ địa tâm thế giới quay lại, biểu hiện nghiêm túc đến dọa người.
đã không còn thời gian để khảo sát nữa rồi, không kịp rồi. Không còn thời gian? Là ai không còn thời gian, không biết. Theo ý của ông nội con, ta đã nói dối. Để cho anh con giao nhẫn cho Chu Tiểu An. Ông nội là lão lừa đảo, cha là đại lừa đảo, ta là tiểu lừa đảo, cả nhà chúng ta đều là lừa đảo Chu Tiểu An. Đến lúc này rồi chỉ có Tiểu An ca và ta, hai thằng huyết nhân chúng ta là chẳng biết gì cả. Đợi đến khi tìm được ra, nhất định là phải hỏi cho rõ ràng. Lúc này tại cục 107, bộ trưởng, Lưu Nhị Ma Tử đã mất tích liên lạc 24 tiếng rồi. Chúng ta có thể là đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Nhất Hầu rồi. Có cần nói cho Tiểu An biết chuyện này hay không? Con hãy nói cho cậu ấy, tương lai thành huyết nhân liên quan đến quốc gia, nhất định là do chính phủ đến lãnh đạo. Lưu Nhị Ma Tử đã từng cứu mạng của cha ta hai lần. Hắn là người duy nhất mà ta tin tưởng. Tôi không hiểu, Tiểu An là con ruột của tôi, lẽ nào nó không đáng tin hay sao? Ta không có ý đó. Tiểu An là đứa trẻ tốt, vì tính mạng của nhân loại là người, cậu ấy đã đồng quy vu tận với địch nhân sau 24 ngày nữa. Hiện giờ chúng ta bắt buộc là phải suy nghĩ đến việc để quản chế huyết thần nhân sau chiến đấu. Còn vấn đề này chỉ có thể giải quyết trước khi thần huyết nhân giác tỉnh mà thôi. Ý của ngài nói là trong não bộ của thần huyết nhân có cài đặt một chip nano hay sao? Chính xác. Mặc dù làm như vậy rất là tàn nhẫn, thế nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chu Tiểu An không thể chấp nhận hành vi đê tiện hèn này, vì thế ta mới giấu cậu ấy. Nếu như Chu Tiểu An có thể may mắn sống sót trong trận chiến đấu cuối cùng, chú lấy nhân loại này có phải cũng phải cài đặt thiết bị nano trong đầu hắn hay không? Nói như vậy là các vị sớm đã bắn vào trong lúc cậu ấy được cứu từ Vũ Di Sơn ra rồi. Hơn nữa chiếc điều khiển ở trong tay của Triệu Nhất Hổ. Đây cũng là lý do ta không thể để Chu Tiểu An đụng độ Triệu Nhất Hổ. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng có thể cùng lúc sử dụng 4 loại năng lực xà giới rồi. Ta đã thành công rồi. Thiên thủ nương nương, ra ngoài. Lúc ta tu luyện không cho phép bất kỳ ai làm phiền. Đáng ghét, vẫn không thể dung hòa năng lực của 4 chiếc nhẫn lại là một. Ta đã cải tạo bản thân trở thành thần huyết chi nhân tổng hợp, vì sao vẫn không được? Nương nương xin hãy bảo trọng thân thể. Mới qua 6 ngày, người đã có thể sử dụng sức mạnh của mỗi chiếc xà giới. Trên thế gian này không ai có thể thiên tài hơn người đâu. Đồ đáng ghét lại cướp lời ta. Miệng cũng dẻo lắm đấy. Người biết trên thế gian này có bao nhiêu màu hay không? Nghe nói có vô số loài. Thế nhưng ngài nhã tình nguyện nhắm mắt không nhìn, cũng không thèm bị những sắc màu đó mê hoặc. Nói rất hay. Kỳ thực vô số màu ở sắc trên thế gian này đều là do ba màu phối lại. Sức mạnh của tứ xà giới này cũng giống như là 4 loại màu, không có cách nào khiến ta mãn nguyện. Thế nhưng chỉ cần kỹ pháp thuần thục thì có thể dùng 4 loại màu sắc này để điều phối ra vô số màu sắc khác. Thứ ta muốn chính là thứ bản lĩnh này. Ta muốn làm được việc ngay đến cả nữ hoa cũng không dám làm. Ta muốn đạt đến cảnh giới mà bát vị xà thần đều không có cách nào để đạt được. Lưu nương thật sự là thánh minh chi chủ, thuộc hạ cảm thấy vô cùng vinh dự dễ hào quang của người. Uống tiếc, văn vẻ lắm. Cho dù ta có cướp lời trước cũng không nói được lại ở ta. Bớt định ngọt đi, hai người các ngươi có chuyện muốn mở máu hay sao? Cái này thuộc hạ nhất thời là sơ ý, khiến cho hai binh sĩ của địch thích bỏ chạy rồi. Nói mấy lời dễ nghe cũng vô dụng thôi. Ta nuôi các ngươi để cho các ngươi thay ta nói chuyện. Thuộc hạ biết sai rồi, cầu xin nương nương khai ân, cho ta thêm một cơ hội nữa. Xà giới của nô trạch thật sự là hữu dụng. Trên thế gian này, người không biết làm thì sẽ nói hay, người biết làm thì sẽ không nói. Hình như không có ngoại lệ. Nương nương anh mình, sao lại mồm miệng không khéo, không biết nịnh bợ, chỉ biết làm việc. Ngươi không chỉ không khéo, đầu óc cũng ngỗng thách. Nếu không thì cũng không để Mạc Tháp chơi một vố rồi. Lần này sao lại khiến nương nương mất mặt? Sao lại phát hiện ra Chu Tiểu An dựa vào phán đoán để lừa gạt nương nương? Trật tự hết cho ta. Người đã nhiều ngày rồi, người đến sau thì để ý người đến trước. Hậu quả có dụng không?
có dụng công không thì tự chịu. Chúng ta ôn tập một chút, hôm qua đã học được hai cách rồi. Thứ nhất, thần huyết chí âm, tâm như tử khôi, như thiên niên chi ảnh, vạn niên chi âm. Thế gian phàm là có đại thành tích tuyệt vời, đều sinh ra rồi chết. Cách nhanh nhất để có thần huyết chi nhân giác tỉnh, chính là để cho các ngươi giác ngộ cái chết. Đương nhiên có giác ngộ cái chết rồi, tối qua hắn đã giết chết mấy chục người. Luyện cho tốt đi, nếu không chúng ta cũng sẽ bị giết. Rất tốt. Thứ hai, thần huyết thần dương đang ở trung tâm của không đãng. Để tưởng tượng ra liệt diệm hào hùng, tưởng tượng sức mạnh này vượt qua thái dương hàng trăm hàng nghìn lần. Tốt lắm, tiếp tục giữ vững. Ngươi không làm được điều thứ hai, giữ vững điều thứ nhất. Tất cả mọi người đều kiên trì đến cuối cùng cho ta. Có tự tin hay không? Có thể làm được hay không? Được. Người nói Chu Tiểu An đang bí mật huấn luyện thần huyết chi nhân quân đoàn hay sao? Thuộc hạ khó mà giải đáp được lỗi hận với Mạc Tháp này. Tự mình đi lên trên thế giới để tìm Mạc Tháp. Kết quả là tối qua trong lúc phi hành đã bị một sức mạnh cường đại thu hút. Thuộc hạ nên đi thăm dò. Kết quả là dạo thuộc hạ một trận, phải có ít nhất là mấy nghìn thần huyết chi nhân giống như Chu Tiểu An đang tập trung một chỗ để tu luyện. Nương nương có lẽ sớm đã có dự định rồi, vì bỏ hiệp ước với Chu Tiểu An. Sáng sớm ngày hôm sau tại công xưởng cũ, hôm nay là ngày đặc huấn thứ 3 của thần huyết quân đoàn chúng ta. Chúng ta hoan nghênh Triệu Quan Soái đến kiểm tra, đến kiểm duyệt nên nói vài lời. Vỗ tay đi, sao không vỗ tay hoan nghênh? Các chiến sĩ đã vất vả rồi. Chẳng phải nói mỗi ngày đưa 1.000 tệ hay sao? Đã 2 ngày chưa đưa tiền rồi. Đúng vậy, mặc dù toàn quốc nghỉ lễ, bọn ta cũng không có sức để mà diễn kịch với các ngươi. Không đưa tiền thì bọn ta sẽ về nhà ngay. Đưa tiền, lừa đảo. Mấy tiền gốc các ngươi, chỉ biết tiền. Để nghe cho kỹ lời của cậu ta nói đây. Hả? Khốn kiếp, tên thần huyết chi nhân này lại có thể lơ lửng trong không trung. Sau đó còn có quang hào của Phật Tổ, kỹ năng đồ đệ biết, nhưng thầy lại không biết. Đây chẳng phải là để cho lão tử khó xử hay sao? Bình tĩnh đi, không cần hoang mang. Trưởng của hắn vừa đánh ra chẳng qua chỉ là thần huyết trưởng sao chép của ta mà thôi. Dựa vào thiên tài dị bẩm của ta cộng thêm tu luyện nhiều năm tại thiên hư cung như vậy thì sẽ có thể học được phi đằng chi thuật rất nhanh thôi. Nguyên soái mời xem. Vì tiểu chiến sĩ này đã thông qua ta chỉ điểm mà tiến bộ thần tốc. Ta vốn là thầy cũng vui mừng bội phần. Người khác cũng phải học tập hắn nhiều hơn. Học theo cái đầu nhà ngươi ấy, ta ở chỗ ngươi 2 ngày rồi chẳng học được cái gì cả. Ngươi cũng xứng tự xưng là thầy hay sao? Chỉ có chút bản lĩnh này của ngươi, đến cả đổ nước tiểu cho thầy đây. Đổ nước tiểu cho thầy ta cũng không xứng. Hỗn xược, ngươi lại dám sỉ nhục bổn chân quân. Ngươi là thần huyết nhân số mấy? Đưa vòng tay ra đây cho ta soi. Mọi người đều nghe rõ rồi nhé. Muốn học thần huyết thuật thì add WeChat của thầy ta, học phí hoàn toàn miễn phí. Chúng ta cũng học theo đi, có thể bay được tốt biết mấy. Đúng vậy, không cần phải đợi xe bút nữa rồi. Đều từ thối, ngươi không có vòng tay, cố ý đến lòng loạn hay sao? Thầy của ngươi rốt cuộc là ai? Là ta. Ngươi là Chu Tiểu An. Sao lại giống quỷ hồn thế? Mới gửi định vị cho ngươi đã nhanh đến vậy rồi. Thiên hồn du vẫn còn chậm hơn tốc độ ánh sáng nhiều. Một giây tốc độ ánh sáng có thể chạy 7 vòng quanh địa cầu. Cái này quá lợi hại rồi, còn có thể xuyên tường. Mau nói số WeChat đi, chúng ta đồng ý hát. Đáng ghét, Chu Tiểu An, ngươi hại chết sư phụ với sư đệ của ta. Hôm nay đã tử liều với ngươi. Búp. An gia, ngươi xem lực độ của ta được không? Thêm chút lực. Năm đó hắn hại chết ta, hắn hại chết cha ta. Ta muốn nhìn thấy người đánh hắn. Hiểu rồi. Chuyện này sao? Ta nói, gian di ngươi có phải là vẫn chưa ăn sáng hay không? Năm đấm này của ngươi vẫn chưa lạnh bằng thạch nhân mà ngươi triệu hoán đâu. Ta sợ một quyền sẽ đè nát hắn. Thù giết cha không đủ tế trời, cuối cùng nhất định là phải để lại cho An Gia ngài. Mẹ nói chứ, tiếp chiêu. Trận phong lớn lắm, tôi vay hết quần áo của ta rồi.
Có điều thật là mát mẻ. Sao có thể như vậy chứ? Vừa rồi hắn hoàn toàn không phòng ngự. Thần huyết nhượng công của ta lại không đả thương được hắn. Đừng khóc nữa, ngươi đã tận lực rồi. Cái giải thích duy nhất chính là ngươi không có thầy tốt, công pháp mà ngươi tự ngộ ra còn hơn nhiều so với lão tổ từ phúc đó truyền lại. Ngoài ra chính là do không có ai nói cho ngươi biết một việc rất là quan trọng. Có việc quan trọng giờ nói cho các ngươi. Thần huyết chi nhân nào có cảnh giới cao nhất luôn chiến thắng, bởi vì đoàn tấn công của người đó có cảnh giới thấp sẽ bị người có cảnh giới cao hấp thụ. Vốn dĩ chỉ để cho người tìm Thuận Dương đạo lão đạo, không ngờ bọn chúng lại đang gây chuyện. Ta mượn cơ thể của ngươi dùng một chút, báo thủ trước đã rồi nói. Ta đợi điều này lâu lắm rồi. Không vấn đề gì, hảo hán không chịu thiệt trước mắt chuồn thôi. Còn biết khoa nữa lợi hại, sức mạnh của thần nông xa giới cũng chỉ có thể trồng một ít cỏ. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Không ngờ thần dương chân nhân ta lại rơi vào cảnh này. Thật hối hận là lúc ở Vũ Di Sơn không đích thân ra tay giết chết Chu Tiểu An. Cơ thể của Chu Tiểu An đang run lên. Cha, hôm nay cuối cùng thì cũng đã đến lúc con có thể thay người báo thù rồi. Con vẫn là lần đầu tiên vì giết người mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dừng tay, Chu Tiểu An, từ hôm nay trở đi ngươi cũng phải phục tùng mệnh lệnh của Triệu Nhất Hổ ta. Ha ha, ta hiểu rồi. Sau khi Vũ Di Sơn sụp đổ, ngươi cũng được tiếp nhận điều trị của tại cục 107. Vì thế trong não bộ của hai chúng ta đều có cài con chip nano. Chip nano là thứ đồ gì? Chip nano được bắn vào trong não bộ của con chip. Được bắn vào trong não bộ là con chip khống chế cuối cùng mà ta đã lệnh cho cục 107 nghiên cứu ra trong suốt 20 năm qua. Bất luận là con người hay là thi tộc, chỉ cần trong đầu có căn thứ đồ này thì sẽ phải phục tùng theo sự khống chế của ta. Lão gốc này vẫn chưa biết lão của ta đã bị cá mập bay ăn mất rồi hay sao. Bất luận là các ngươi có làm điều gì thì cũng vô dụng. Mặc dù hiện giờ có thể giết chết hai tên đần độn này, có điều để bảo đảm hơn thì vẫn nên nghe chúng nói hết rồi mới ra tay. Trước đó ta có cài một bộ có cài một con chip điều khiển ở trên cơ thể ta, ở trên cổ là nửa thôi. Con chip điều khiển thực sự đã hợp nhất là một thể với cơ thể của ta rồi. Toàn bộ thịt đều nứt ra rồi, hắn là người sao? Đáng sợ quá. Chỉ cần ta ấn một cái nút này, con chip trong đầu của tất cả các ngươi đều sẽ phát ra tia SP, khiến cho đầu các ngươi nổ tung như tương. Lợi hại vậy. Chỉ đáng tiếc là não của ta cách nơi này xa đến mấy nghìn cây, xa đến đâu cũng không thoát được đâu. Bởi vì chỉ lệnh của ta sẽ thông qua vệ tinh toàn cầu chuyển xung đến từng con chip trên mỗi góc ngách ở trên địa cầu. Nếu như trước khi ngươi ấn cái nút này đã bị ta ăn thịt thì sao? Cho dù không giết ngươi, ta cũng có thể xóa bỏ ký ức của ngươi, hoặc là khiến ngươi mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Ta đương nhiên đã đoán được loại khả năng này rồi. Thế nhưng ta khuyên ngươi đừng có mà gây bất lợi chú ý nào đối với ta. Toàn bộ thiết bị đã thông qua ghi chép dữ liệu những thói quen hành vi của ta rất nhiều năm nay. Nó biết tiết tấu hô hấp của ta, tư thế ta đi đường, nhịp tim lúc ta vui, ta chán rồi thì sẽ muốn ăn đồ gì. Đừng có nói là giết ta rồi, chỉ cần nó phát hiện ra cơ thể của ta có một chút phản ứng không đúng bình thường, hoặc là nó bị tổn hại, vệ tinh đều sẽ ngay lập tức phát ra chỉ lệnh hiệu diệt con chip. Sau đó, ngoài tên đầu trọc ở đây ra, thì tất cả thần huyết chi nhân đều sẽ chết. Hắn nói chúng ta cũng đã bị cài thứ đó, lẽ nào là nhân lúc chúng ta ngủ? Sao có thể chứ? Nếu không tin, các ngươi thử sờ lên góc phải ở trên trán của mình xem đi, xem có phải là có một cái thứ gì, có một cái bớt nhỏ hay không. Có thật, trên đầu ta cũng có. Cái này phiền phức rồi, may mà vừa rồi không động thủ giết hai tên bọn chúng. Nếu như những thần huyết chi nhân này đều chết rồi, thì sẽ ảnh hưởng đến trận quyết chiến giữa ta và thiên thủ. Triệu Nhất Hổ cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Kế hoạch của hắn ta không hề có kẽ hở. Ta vốn ngay cả đến một cách thức cũng không có. Nhân công trí tuệ và khoa học kỹ thuật nặng nano đã trở thành đồng mã cho hắn làm điều ác. Nhất cử nhất động
đối với hắn đều có thể khiến cho chỉ lệnh hủy diệt được kích hoạt. Chu Tiểu An hiện giờ biết được sự khác biệt giữa thứ chất thấp kém và tinh anh thủy chứ. Ngươi dù có may mắn đến đâu cũng không lại ta đâu. Cách này chưa chắc đã có ích, thế nhưng cũng chỉ đành bí mật hóa liều, thử dùng một chút vậy. Cùng lúc đó, các ngươi đều nghe thấy hiệu lệnh của Thiên Đạo Lương Nương rồi đó. Không thể tha cho bất kỳ một tên thần huyết chi nhân nào bỏ trốn. Hồn chết người ta rồi. Mấy thảo dân các người đều ưm mồm hết cho ta. Mấy người còn làm một nữa thì sẽ để cho các người đều biến mất hết. Mọi người đừng có hoang mang, Triệu Nhất Hổ không giết được bất kỳ ai. Cấp cao sớm đã biết được âm mưu Cho đóng vệ tinh vấn đề rồi. Cho dù người có ấn ca nút điều khiển kia, vệ tinh cũng sẽ không hạ chỉ lệnh xuống cho con chip ở trong đầu bọn ta đâu. Chu Tiểu An, ngươi tưởng ta sẽ tin lời quỷ quái của ngươi hay sao? Triệu Nhất Hổ, ngươi không tin thì có thể dùng ta làm một thí nghiệm. Nếu như trong đầu của ta đã có con chip rồi, ngươi có bản lĩnh thì để cho đầu ta nổ tung đi. Gian gì, bật video call lên để cho Giang Huyền Yến đem màn hình chiếu vào đầu của ta. Được. Được rồi. Thứ chiếu trên màn hình chính là bản gốc của An gia. Ha ha. Chu Tiểu An, ta biết ngươi thần thông quảng đại, có thể tự tạo lại phân thân cho mình. Vừa đánh mặt trường ở cùng 107, vừa cùng với Bàng Vân đi tìm tinh môn. Ngươi muốn ta mất mặt trước đám đông này, còn muốn để ta tin rằng vợ tinh đã bị đóng rồi. Thế nhưng Triệu gia ta sẽ không tin lời của ngươi đâu. Gia không thèm dùng ngươi làm thí nghiệm. Bị đoán ra rồi, lão tặc Triệu Nhất Hổ này thông minh hơn ta tưởng. Nếu như ngươi đã muốn xem ta làm thí nghiệm, hiện giờ ta sẽ lấy 10 thần huyết chi nhân ra để chứng minh cho ngươi thấy nước điều khiển này là có hiệu lực. Ngươi không cần phải chứng minh nữa, ta thừa nhận vừa rồi là ta lừa ngươi. Ha ha, cảm ơn sự thẳng thắn của ngươi. Có điều ta nhất định là phải giết vài người ở đây. Từ cổ chi kim, mỗi một vương triều đều kiến lập bằng xương tươi, bằng máu tươi. Kẻ thống trị nhất định là phải dùng máu tươi để xác lập quyền uy. Thần huyết nhân ở trong công xưởng này từ số 1 đến số 7856, ai sẽ là 10 người đầu tiên tốt đây? Chọn số đằng trước đi, chọn số đơn đi. Đi cái ông nội nhà ngươi, chọn số sau đi. Phật tổ phù hộ, nhất định là đừng có chọn đến thần huyết nhân số 1 số 2. Yên tâm đi, có đến mấy nghìn người, không thể trùng hợp như vậy đâu. Vì hoại thần huyết nhân từ số 1 đến số 10. Hay tiêu rồi, Sao chúng ta vẫn chưa chết vậy? Không chỉ là chúng ta, thần huyết nhân số 3 đến số 10 đầu cũng không phát nổ. Sao có thể chứ, ta đã hạ mệnh lệnh rồi. Lại lần nữa, hủy hoại thần huyết nhân từ số 1 đến số 10. Không sao, chúng ta không sao hết. Nút điều khiển của hắn vô tác dụng rồi. Không thể nào, không thể. Tử nhị ma tử tên khốn, thiết bị điều khiển đã bị chiết bác bạc của hắn chọc hắn mất rồi. Chúng ta còn ngay ra đấy làm gì, bắt hắn lại. Lôi cái máy điều khiển ở trên người của hắn ra. Đúng, lôi ra. Dừng tay, tim của ta gắn liền với nó, đừng mà. Trả lại tim cho ta. An gia, ta cầu xin người đừng giết ta. Xin lỗi, đi xuống địa phủ mà nói với cha ta. Xuyệt. Bọn chúng chính là thần huyết nhân hay sao? Quả là một đám hỗn loạn. Gian gì? Chúng ta gặp phiền phức rồi. Khốn kiếp, nhiều ớt đồ như vậy đến từ lúc nào thế? Mau nhìn xem, trên trời xuất hiện rất nhiều người quỷ quái. Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Đều tại Triệu Nhất Hổ, tập trung thần huyết nhân lại tu luyện làm bại lộ mục tiêu. Hành động 30 ngày, kế hoạch tĩnh tâm của chúng ta đã hỏng bét rồi. Vậy phải làm sao?
không còn cách nào, không thể tha cho một ất nô nào cả. Huyết lang mạnh lắm, thần huyết nhân có thể đạt đến trình độ này chỉ có một, hắn chính là Chu Tiểu An, đã thiết lập hiệp định với Thiên Thủ Nương Nương. Chính là hắn đã giết chết chiến sĩ mạnh nhất thủ hạ của Giá Ánh hay sao? Xa lời đại nhân, chúng ta quá ít người, chỉ e là không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, nhiệm vụ Nương Nương giao cho chúng ta là tóm gọn thần huyết nhân bình thường, cũng không nói để chúng ta chiến đấu với thần huyết nhân mạnh nhất. Lũ quỷ nhát gan, lúc đầu đều tại chúng ta, để hắn tiến vào thần huyết du hí mới để cho hắn từng bước trở lên mạnh hơn. Hôm nay chúng ta lấy công chuộc tội, vì bá nghiệp của Nương Nương nhất định là phải trừ khử hắn. Các ngươi nói lâu thôi xong chưa? Muốn đánh thì đến đây đi, ta còn về nhà nữa. Tất cả đừng sợ, đang ở trong thần huyết du hí không biết đã đánh bại bao nhiêu thần huyết nhân. Ngay đến cả từ phúc tông tổ của chúng đều bại dưới tay của ta, Chu Tiểu An không thể chiến thắng. Bộ dạng này của hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng khó mà kiên trì được đâu. Chúng ta có thời gian, hai người một nhóm đánh cùng hắn, cho đến cuối cùng nhất định là chúng ta sẽ thắng. Thế nhưng ngay đến Thiên Thủ Nương Nương cũng đều sợ hắn tự bạo, ngộ nhỡ hắn và chúng ta đồng quy vu tận. Đồ ngu, mạng của chúng ta đều là Nương Nương ban tặng cho, chỉ có tên phản đồ ích kỷ mang tháp đó mới sợ chết. Nếu như chúng ta có thể ép Chu Tiểu An tự bạo, dùng mạng của chúng ta đổi lấy mạng của hắn, Nương Nương nhất định là rất vui. A Bá, La Phổ, hai người các ngươi đánh trận đầu. Vâng. Sức mạnh lớn quá, ất nô không hổ là chiến sĩ mạnh nhất của địa tâm thế giới. Chịu một đòn tấn công của ta, nạp tử trong cơ thể lại vẫn hội tụ bất tán. Thiên tổ tạo ra bọn chúng cũng thật là tốt. Hóa ra Chu Tiểu An chẳng qua chỉ là như vậy. A Bá, chúng ta hợp lực giết chết hắn, ta cũng nghĩ như vậy. Đừng có tham công mà mạo hiểm xông vào, ta chỉ cần các ngươi kéo dài thời gian. Ngay từ khắc bị trừ khử rồi. Đồ ngu, Chu Tiểu An quỷ quế đa đoan, vừa rồi hắn cố ý để đánh. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải nghe theo hiệu lệnh của ta để hành động. Tổng cộng có 16 ất nô bị ta giết chết hai rồi, còn lại 14 đều tránh ở đằng xa, không dám xông lên ngăn cản. Ất nô béo này thông minh hơn ta tưởng, cứ tiếp tục cùng chúng tiêu hao thế này, tinh thần sẽ bị suy sụp mất. Đừng có ồn nào nữa, tất cả ai về nhà đấy đi, mau chạy đi. Nhớ kỹ, át hết WeChat của ta vào, việc cứu thế giới này cần các ngươi. Này, trong đám này có ai đang online không? Ta và An gia bị hơn 10 ất nô bao vây rồi, ta đang ở châu Âu không giúp được. Gửi định vị cho ta. Một ai, thời khắc quan trọng vẫn là viên gia đáng tin. Đường XX, tây thành phố Thiên Kim. Này, viên gia nhận được định vị chưa? Sao không trả lời thế? Trả lời WeChat là một phép lịch sự tối thiểu đấy, mọi người quan trọng. Rốt cuộc là ta có nên ở đây, có nên đợi ngươi ở đây hay không? Chuyện gì thế này, di động mới mua? Gì vậy? Hắn ta đang làm cái gì vậy? Sao mà ta biết được chứ, dù sao thì nghe lời xa lời. Đừng đến gần hắn là đúng rồi. Nếu là sức mạnh của hắn phát ra làm ảnh hưởng đến điện thoại. Thần huyết nạp tử sung. Đây là chiêu thức gì vậy? Cơ thể của ta đều tê dại được, không thể cử động đây. Ta cũng vậy. Phật. Muốn kéo dài thời gian không dễ vậy đâu. Còn lại 10 tên, một hơi giết hết toàn bộ. Nga. Sao đợi đại nhân, may mà hai chúng ta cách xa hắn, cơ thể sau khi bị tê đã hồi phục rất nhanh rồi. Cảm ơn các người, ta đã xem nhẹ Chu Tiểu An rồi. Bốn người ở trên vây lấy hắn, đừng dễ dàng tiếp xúc với thần huyết. Những người còn lại cách xa nơi hắn ra, cố gắng kiên trì đến cuối cùng thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Dựa vào hình thức sống để tấn công ra thần huyết nạp tử, quả nhiên là có thể khiến đối thủ bị tê dại. Chỉ đáng tiếc là thời gian quá ngắn, chỉ giết được có 4 kẻ, còn lại 10 tên nữa. Không hay rồi,
còn không mau biến lại thành huyết hồn thì sẽ mất đi ý thức mất. Phác, quả nhiên như ta dự liệu, chiêu này, chiêu cao, có thể khó mà duy trì được trạng thái thần huyết. Thiên thủ nương nương không cần phải thợ đệ, không cần phải đợi thêm 20 ngày nữa rồi, chúng ta lập được đại công rồi. Thật? Sao, sao lại có thể như vậy chứ? Sao là đại nhân, người sao lại? Nha, có người giết sao lợi đại nhân và ba ất nô khác rồi. Địch nhân chính là ở vị trí của chúng ta. Quân tiếp viện đến rồi. Vừa rồi vẫn còn hình thế lớn lắm, sao đột nhiên lại chỉ còn lại hai chúng ta vậy? Còn lâu thôi cái gì, mau chạy đi. Chu Tiểu An, nếu không phải là viên gia đây cứu người, người chết chắc rồi. Bộ mặt của ngươi trông thật là xấu, ngay đến cả chân cũng không dài ra được. Vẫn còn cách đệ lục cảnh giới một bước nữa. Nếu như ta không cho ngươi mượn chút thần huyết, ngươi có thể là không bay về nổi rồi, còn cứng miệng. Ít lời thôi, ta sắp không xong rồi. Giúp cũng được thôi, có điều ta chưa từng giúp ngươi, ta chưa từng giúp không công cho ai. Ngươi muốn làm quần chủ của Bát Giới Quần, chỉ đơn giản như vậy, được thôi, đợi ta quay về sẽ giao quần cho ngươi. Coi như tiểu tử ngươi may mắn, nếu như không phải là đại địch trước mắt, lão tử cũng chẳng thèm cứu ngươi đâu. Ban đầu ở thần điện dưới đáy biển, ngươi đã tha cho ta một lần, hôm nay hai chúng ta coi như nào hòa. Hai người đang làm cái gì vậy? Thần huyết nhân đều di tản rồi, tiếp theo nên làm thế nào đây? Chúng ta giết nhiều ất nô như vậy, thiên thủ rất nhanh sẽ phát giác ra. Gia Di, ngươi ở lại gần đây quan sát thế giới địa tâm có gì kỳ lạ hay không? Ta cùng lão viên quay về ở trong thân xác thật. Mọi người ở trong Bát Giới Quần đang thương lượng đối sách. Một tiếng sau, trong Bát Giới Quần đang tranh luận. Ta nghe nói kế sách của ta không chê vào đâu được. Nếu như nữ hoa xà giới vẫn còn năng lượng thì có thể cải tạo chúng ta thành một bộ dạng của ất nô. Sau đó chúng ta đến địa tàng cung gặp thiên thủ, nhân lúc ả ta không phòng bị thì giết chết ả ta. Ta phản đối quá là mạo hiểm, dựa theo kế sách của ta tấn công thiên thủ nhất định là phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất, tận dụng huấn luyện tất cả những huyết thần, những huyết thần nhân, bọn họ có thể cứu được nhiều con người hơn nhân lúc thiên thủ tấn công địa cầu. Thứ hai, tinh môn của Sơn Hàn Bản Hoàn Công, ta muốn đưa thiên thủ ra ngoài hành tinh để đồng quy vu tận với ả ta. Hiện giờ hai điều kiện này đều không được đáp ứng, nhiều mạng thì chỉ có ngọc đá cùng tàn mà thôi. Ngươi chỉ có thể trách Triệu Nhất Hổ, cái đồ đần độn đó, để bại lộ kế hoạch của chúng ta. Chúng ta đã giết mười mấy ất nô rồi, giờ thiên thủ ngay đến cả một ngày cũng sẽ không đợi thêm. Lựa chọn tiên hạ thủ vi cường là cách duy nhất của chúng ta. Chu Tiểu An, ngươi sẽ không vì không nỡ xa mỹ nữ ở bên cạnh đấy chứ? Lợi hại quá lão viên, cái này cũng bị ngươi đoán trúng rồi. Còn mấy bộ đồ sexy nữa, chưa thử nữa. Ngươi bớt nằm nhảm với ta đi. Cha ta cùng với Bạch Ngọc Thiềm đều vì thiên thủ mà chết, bất kể ngươi có làm hay không, tối nay lão tử sẽ đi địa đàng cung để giết thiên thủ. Vậy được, dựa theo kế hoạch của ngươi, tất cả mọi người đều gặp ở chỗ của lão viên. Em vừa nhận điện thoại của Bàng Vân, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là chúng ta đã thăng cấp được WeChat của anh, hiện giờ có hơn 6.000 thần huyết nhân ở trong Frenit. Người của cục 107 đang giúp anh quản lý tại hậu đài của WeChat. Tin xấu là Sơn Hàn Tinh Môn không hề thuận lợi, không biết bao lâu nữa mới hoàn công. Số lượng người mà 6.000 thần huyết nhân có thể cứu quá ít. Nào có phải là tin tốt gì? Trí tuệ của con người không có cách nào làm lại tinh môn được. Phẩm đức của họ quá là tệ. Anh vì cứu họ Mà rời đi từ bỏ việc ở bên cạnh em. Kết quả là người ích kỷ vẫn phá hoại kế hoạch của anh. Giờ đã hối hận hay chưa? Nói thật là có hơi thất vọng. Thế nhưng anh không hề hối hận.
Kẻ cặn bã giống như là Triệu Nhất Hổ và Thuần Dương ở trên đời này còn rất nhiều. Thế nhưng chúng không hề sinh ra đã như vậy. Mỗi người đều không có cách lựa chọn, được hoàn cảnh sinh ra, giống như trồng trọt không cách nào lựa chọn thổ nhưỡng. Cùng một hạt giống, trồng trong môi trường tốt sẽ sinh ra người tốt, trồng trong môi trường xấu sẽ sinh ra người xấu. Anh không hề muốn bảo vệ cho một con người cụ thể nào, mà là muốn bảo vệ hạt giống và đóa văn hoa và đóa hoa văn minh của loài người. Vẫn là trí tuệ của thần thiết nhân đại hại. Em nói không lại anh, em chỉ cần biết yêu anh là được rồi. Em yên tâm đi, nhất định là anh sẽ quay về bên cạnh em, ngắm đứa con của chúng ta ra đời, sau đó cả nhà mãi mãi ở bên nhau. Mơ giấc mơ đẹp đi, yêu em. Tối hôm đó, phần thân trên của viên gia thật sự là biến thành ấp nô rồi. Mí mắt mặc dù là khâu lên, thế nhưng để lại đường khâu không hề ảnh hưởng đến thị lực. Đợi một chút, phía dưới của ấp nô không có cái đó. Ngươi có biến ta thành vậy không? Đương nhiên rồi, nếu không thì đũng quần của ngươi có thêm một đống nữa. Thiên thủ không phải là kẻ mù đâu. Yên tâm đi, ta đã tạo ra bản sao của mấy người chúng ta đều không có vấn đề gì. Điều đại đại của ngươi có thể tái tạo. Hơn nữa, ba người chúng ta nát nữa Cũng phải giống như ngươi, không có tiểu đại đại nữa. Giống bất nô quá. Ta biết là nữ hoa xà giới Không gì là không thể. Để ta đóng giả xa lời. Mạc tháp giả trang bị bọn ta bắt lại giao cho thiên thủ. Đợi gặp thiên thủ rồi thì nói ất nô khác chiến tử với thần huyết nhân rồi. Mấy ngày này Mạc Tháp đều không nhìn thấy Tiểu An thật sự, tâm trạng trống vắng. Chỉ cần ở bên cạnh Tiểu An, cho dù làm gì Mạc Tháp cũng đều vui. Thật sự là ngu ngốc để cô ở phía trên chơi tận tình, không cần cùng chúng ta quay về thế giới địa tâm. Ta có điều muốn hỏi. Các ngươi hôm nay vừa dùng qua đại lục cảnh giới, trong thời gian ngắn như vậy có thể sử dụng lại một lần nữa hay sao? Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Không cần lo lắng, vấn đề này cứ để ta giải quyết. Các ngươi theo ta. Ta có thể đột phá thần huyết cảnh giới. Cảnh giới nhanh như vậy cũng là nhờ có vũ khí bí mật này. Viên gia, đại địch trước mặt, có cách thức tu luyện tốt, đáng lẽ nên chia sẻ chứ. Đúng vậy, quay về thế giới mặt đất đã tặng ngày thứ 8 rồi. Vì sao không nói sớm một chút? Các ngươi nhao nhao lên cái gì? Lúc đầu trên tu trợ, tên Chu Tiểu An nên kế hoạch cổ thủ cùng quy về tận, đồng quy vô tận. Muốn chúng ta cũng vậy hay sao? Được đó lão viêm, tính toán rất tốt. Ta cùng thiên thủ đồng quy vô tận, ngươi nên có thể dùng thần huyết cảnh giới 5.5 xưng bá địa cầu. Đúng vậy, nếu như ngươi đã muốn nhiều mình xả thân, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ thống lĩnh thần huyết nhân, làm thần huyết chi vương. Điều này không phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Ngươi cũng có lý. Có điều ngươi có thâm thù đại hận với thiên thủ nương nương là ngươi mới đúng. Ngươi đã đột phá thần huyết cảnh giới rồi, giờ ngươi có thể cùng ở đồng quy vô tận rồi. Không được, ta cũng giống như ngươi, vương thì không thể chết dễ dàng được. Hơn nữa, ta vừa nới làm quân chủ của thượng bát giới. Thôi được rồi, ta sẽ không tạo ra tiểu đại đại cho ngươi nữa. Đại ca, ta sai rồi, giờ chúng ta phải đoàn kết để đối phó với thiên thủ chứ. Nơi đây lại còn có mật thất. Ta tưởng cục 107 đã hoàn toàn phát hiện ra Hải Đế Thần Điện rồi chứ. Ngươi thật đánh giá quá cao loài người rồi. Thần điện của cộng công lại là một công trình kiến trúc, bên trong lại có báu vật. Ở đây lại có giấu nhiều cá mập bay như vậy. Cá mập bay là động vật gì vậy? Chúng là thần binh do xà thần cộng công tạo ra, tốc độ rất nhanh, lực phòng thủ cực kỳ mạnh, có thể dùng lãnh khí đóng băng địch nhân, một lần có thể trừ khử nhị giai xà giáp. Lợi hại như vậy. Từng tầng đen ngòm ở bên dưới kia có trên 100 con ấy chứ. Không phải sợ đâu,
Gã mập mai này chỉ cần nhìn thấy xà giới ở trên tay của ta thì sẽ phục tùng theo mệnh lệnh. Đám này còn nghe lời hơn cả chó. Sợ mới đã ấy, lão viên, ngươi dẫn bọn ta đến đây để ăn tiệc buffet hay sao? Tiểu tử thối, nếu như không phải là năng lực biến thái của nữ hoa xà giới thì ngươi sớm đã chết rồi. Ta thừa nhận, lúc thi giai cúp ở trong một đại sảnh đóng băng, ta đã bị một con cá mập bay tấn công bất ngờ. Lúc đó ta chỉ có xà giáp cấp 2, chút chút nữa đã bị cá mập bay ăn thịt rồi. Đó là điều đương nhiên. Cộng công tạo ra cá mập bay thì tương tự với việc thiên thủ tạo ra ất nô, chỉ do sinh ra tại hai thời điểm khác nhau, vì vậy thực lực chênh lệch rất nhiều. Đến giờ xem ra lực chiến đấu của cá mập bay ngay đến cả người run của thế giới địa tâm cũng đều không bằng. Cho đến hôm nay ta vẫn không hiểu con cá mập bay đó vì sao lại giả dạng bản thân bị đóng băng. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Khi xa có trí tuệ, đó đáng lẽ chỉ là rời khỏi thần điện tạm thời, trốn ở trong băng. Ở thời cổ đại có không ít thần binh chạy trốn ra ngoài, nếu không thì con người cũng không biết ra được Sơn Hải Kinh. Nói vậy cũng có lý. Vũ khí bí mật của ta là cái này, trứng của cá mập bay. Đây là căn cứ sinh sản của cá mập bay hay sao? Không phải là để cho chúng ta ăn cái này đấy chứ? Chính xác, ta đã làm qua thí nghiệm rồi. Sau khi sử dụng thần huyết cảnh giới, chỉ cần ăn 40 loãn trứng của phi sa thì có thể hoàn toàn phục hồi năng lượng. Có chút ác nhưng mà không sao, ta lại muốn biết có tác dụng hay không. Ta không hề, đáng tiếc nếu là thuốc bổ. Bớt phí này lại đi, cho các người ăn đã là khá lắm rồi. Mỗi người 40 cái, ăn xong thì diệt thiên thủ. Thanh quá, ta thật sự là không ăn nổi nữa rồi. Không được nhổ ra, trứng cỏ phi xa chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ăn một quả thì sẽ thiếu một quả. Còn dám lãng phí nữa, ta sẽ không cho các ngươi ăn nữa. Cuộc đời của ta chưa từng ăn thứ đồ nào mà khó ăn đến vậy. Sao có thể ăn đến tận 40 quả cơ chứ? Đúng vậy, thực sự là ta không ăn nổi. Ta cũng cảm thấy buồn nôn, thế nhưng ta khắc các người. Mỗi lúc ta muốn nhổ ra thì sẽ nhớ đến nỗi nhục bị Chu Tiểu An và ất nô đánh đập dã man. Chỉ cần nhớ đến những điều này thôi thì ta không còn thấy tanh nữa rồi. Chu Tiểu An dựa vào nữ hoa xà giới để thôn phệ phi sa càng có hiệu quả. Còn ta chỉ có thể ăn loại trứng hôi thối này một cách điên cuồng. Có điều trong thời đại thần huyết này, ta hoàn toàn vượt xa hắn. Do nữ hoa xà giới chỉ có hiệu quả đối với sinh mệnh thể xác, nhưng lại vô hiệu với nạp tử sinh mệnh. Đúng, để thần huyết nhân trong đám đó đều đến nơi tập trung dân số đông đúc đi. Trong vòng 24 tiếng không được phép ngủ. Chỉ cần cảm thấy mặt đất rung chuyển thì hãy dùng tay tiếp xúc với mặt đất, chủ động hấp thụ năng lượng của A bể chi tâm. Như vậy cho dù là thiên thủ có phát động tấn công hủy hoại cũng có thể giảm thiểu cấp độ địa chấn ở khu vực trọng điểm. Nếu như huyết nhân càng nhiều thì lại cứu được càng nhiều người hơn một chút. Thế nhưng hiện giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Tiểu An xin lỗi, ta sớm nên nói cho cậu biết chuyện của Triệu Nhất Hổ. Là con người, ta cũng ích kỷ như Triệu Nhất Hổ. Bất cả miệng có nói gì thì thực sự chúng ta vẫn là đem con người ra đối lập với thần huyết nhân. Địa vị quyết định nên suy nghĩ, các ông cũng không làm gì sai cả. Những thần huyết nhân sớm muộn cũng ý thức được rằng bản thân không phải là con người, cũng không có nghĩa vụ thiên đãi con người. Tu vi của mấy nghìn thần huyết nhân đó đều rất là thấp. Lúc hấp thụ năng lượng đó có thể là do vượt quá mức quy định nên mất mạng. Dù cho là thắng thiên thủ, thần huyết nhân sống tiếp cũng nhất định là sẽ căm ghét con người. Vậy có cần nói rõ lợi hại trước với bọn họ hay không? Không cần nói với bọn họ, nếu như họ không làm thì cũng có thể chết vì địa chấn. Tiểu An, ta thay mặt nhân loại cảm ơn cậu. Xin cậu nhất định là phải chiến thắng thiên thủ. Trong vòng 24 tiếng quyết định vận mệnh của thế giới. Chúc mọi người may mắn. Chu Tiểu An, sao ngươi không ăn? Bữa này ta mời, sau khi thiên thủ chết đi thì sẽ không còn dễ dàng có như thế này nữa đâu. Không cần đâu, thứ đồ bậc thấp này đã không còn tác dụng với ta nữa rồi. Trước khi đến đây, Sương Sương đã mời ta một bữa ăn còn ngon hơn. Nửa tiếng trước
Ta sắp là người có vợ con, có vợ có con rồi. Cô như vậy rất dễ gây ra những phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân. Không được, không được. Em biết người mà anh yêu, em biết người mà anh Tiểu An yêu không phải là em. Trong lòng anh chỉ có chị Huyền Yến, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi em là em gái. Thế nhưng trái tim của em đã thuộc về anh Tiểu An rồi. Vì thế em muốn tặng nó cho anh. Từ giờ về sau em sẽ không còn buồn bã nữa rồi. Sương Sương, cô ta đã tặng thần công ngọc cho ngươi rồi. Đúng vậy, vốn dĩ không muốn nói, nói ra nhất định là sẽ khiến các ngươi bị đả kích. Sương Sương cũng là thần huyết nhân giống như chúng ta. Vốn dĩ ta định sau khi cùng với thiên thổ chiến đấu để cô ấy dùng thần công ngọc giữ chân ngươi. Hiện giờ thì không cần nữa rồi. Thời gian tiếp theo đây, Chu Tiểu An đã biến bản thân Kanji và nô nặc thành bộ dạng của Ất Nô. Mạc Tháp, tìm cổng vào địa tâm cách chúng ta gần nhất đi. Không vấn đề. Khu vực gần với cổng vào nào đó của thế giới địa tâm. Đợi đến địa tàng công rồi thì sẽ hành động theo kế hoạch của ta vừa nói. Hai thần huyết đã đủ cảnh giới của chúng ta đủ để miêu sát thiên thú rồi. Ngươi thật sự là biết làm cho vừa đó. An gia, ngươi đã có được thần công ngọc nên đột phá thất cảnh giới rồi chứ? Không đơn giản như vậy đâu. Nếu không thì chúng ta cũng không cần biến thành bộ dạng có Ất Lô để nén đột nhập vào đây. Xin lỗi, thấy mấy người các ngươi biến thành Ất Lô lại không nhịn được cười. Mạc Tháp thật sự là không quen. Mạc Tháp, ngươi phải nhịn, lộ ra là hỏng hết đấy. Binh pháp của Trung Quốc nói biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết là thiên thổ tu luyện đến trình độ nào rồi. Để ta dùng thiên hồn du đi thăm dò trước một chút. Không cần thiết, thiên hồn du rất dễ bại nộ. Nếu như không thắng được thiên thổ thì cùng ở ta đồng quy vu tận. Con hãng nghĩ mình bại lộ, mọi người tìm cơ hội hành động đi. Thiên thổ dùng xa giới ngụy tạo tu luyện nhất định là sẽ có vấn đề. Hiện giờ hiệp định đình chiến mới được có 8 ngày, thiên thổ cũng không kịp khống chế hoàn toàn A Bỉ Chi Tâm. Trước đó ta không sử dụng lục đại cảnh giới để đối quyết với ả ta là sợ cô ta sử dụng A Bỉ Chi Tâm để hủy diệt loài người. Nữ hoa xa giới có thể tạo ra con người, thế nhưng không tạo ra được nền văn minh hàng nghìn năm truyền tụng và kế thừa trong đầu của con người. Hiện giờ đã có mấy nghìn thần huyết nhân mà thần huyết dương tu luyện, ít nhất thì văn minh hoa hạ có thể kéo dài tiếp tục được rồi. Kế hoạch nhân loại nghỉ lễ 30 ngày của chúng ta cũng xem như là không bổ phí. An gia, thực sự ngươi không chỉ bảo vệ nền văn minh của hoa hạ. Sau khi ta quay về Pháp đã phát hiện ra những người sống sót tại di tích của hội ẩn tu, thật sự thì bọn họ cũng là thần huyết nhân. Huyết dịch là thánh vật ở trong giáo lý Kitô. Mấy nghìn năm nay người phương Tây truy tìm chén thánh là do chén thánh từng tiếp xúc với máu của Chúa Giêsu. Mấy tổ chức bí mật cộng tế hội quang minh hội bắt nguồn từ châu Âu cũng đều có liên quan đến thần huyết, hơn nữa còn có liên quan lẫn nhau. Chỉ là đẳng cấp của chúng ta không cao, vì thế không biết những cơ mật này. Chúa Giêsu là thần huyết nhân cũng có thể giải thích những thần tích được miêu tả trong kinh thánh rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Những tổ chức này thực sự đã phái người ắt quy chắc của ngươi trà trộn vào trong thần huyết nhân quần rồi. Hiện giờ thần huyết nhân ở trên toàn thế giới này đều đã chuẩn bị liều mạng để bảo vệ văn minh của loài người. Và như vậy thì chúng ta càng có thể buông tay đại não một trận rồi. Phía sau đầu của bốn Ất Nô này tại sao lại có quang hoàn? Đôi mắt đó có thể mở ra thì càng không đúng. Thần huyết cảnh giới của Chu Tiểu An đã đạt đến đỉnh cao, chẳng trách thiên thủ đồng ý yêu cầu của hắn. Có điều xem tình hình này, trận quyết đấu cuối cùng phải bắt đầu sớm hơn rồi. Như ca, huynh đang nói gì thế? Sao ta nghe không hiểu? Bốn Ất Nô sau đầu có hồng quan đó đều là do thần huyết nhân đóng giả, một người trong đó chính là Chu Tiểu An. Sao ngươi lại biết điều này? Thật sự muốn qua đó nói với hắn mấy câu, chỉ đáng tiếc là họ gặp phiền phức rồi. Mọi người chú ý, trước mặt có một Ất Nô tên là Mã Sa đang đi đến. Tất cả đừng có căng thẳng, Ất Nô không nhìn ra quang hoàn phía sau đầu chúng ta. Hơn nữa, giọng nói của ta giống Sa Lợi, cô ta không thể nghe ra được đâu.
Yuka, huynh lại có thể phát hiện ra Ất Nô ở xa như vậy. Hóa ra lúc huynh chạy trốn, theo ta đều là giả vờ. Huynh rốt cuộc là ai? Tại hạ Mã Sa, bái kiến Sa Lợi đại nhân. Chúc mừng đại nhân bắt sống được phản đồ Mạc Tháp. Mạc Tháp đã phản bội Thiên Thủ Nương Nương, bị trừng phạt đúng tội. Mã Sa ngươi đến đây làm gì? Thiên Thủ Nương Nương sợ Sa Lợi đại nhân xảy ra điều ngoài ý muốn, đặc biệt phái Mã Sa đến tiếp ứng. Có điều nhiệm vụ của Sa Lợi đại nhân là bắt sống thần huyết nhân. Các vị không chỉ bắt được thần huyết nhân, còn tổn thất mười mấy Ất Nô. Nương Nương nhất định là sẽ nổi giận. Đi cái con khỉ, dù sao thì gặp rồi cũng đánh. Đại nhân thật là không may, hiện giờ tâm trạng của Nương Nương rất tệ. Tâm trạng rất tệ sao, Thiên Thủ Nương Nương? Có chuyện gì không hài lòng hay sao? Ơi, cái này Mã Sa không dám nói. Là thế này, Nương Nương tu luyện quá mức, bốn chiếc xà giới đều vỡ rồi. Nhất định đừng nói là ta nói cho ngài đó. Thứ tỷ, tỷ không sao chứ? Nghe nói tỷ tu luyện có độ xà giới đều bị nứt ra rồi. Nhẫn cổ xà thần sao có thể yếu như vậy được chứ? Nhất định là cổ chúng ta bị Chu Tiểu An rồi. Tin tức truyền đi quá nhanh, là Mã Sa nói với các ngươi hay sao? Xà giới quả nhiên nào đều không còn nữa, ngay đến cả ngón tay cũng đã bị mất rồi. Là thủ hạ của ta cũng đã nghe nói chuyện với một Ất Nô béo mập, hình như cô gái tên là Mã Sa gì đó. Tên Ất Nô lắm miệng này thực sự là đáng chết. Có lẽ đem tất cả những người biết tình hình này ra xử chết hết một lượt. Tứ tỷ, tỷ không sao chứ? Sao đột nhiên lại cười lên như vậy? Lục bụi, sao bụi cũng cười? Dựa vào trí tuệ của tứ tỷ thì cho dù là xà giới bị hủy cũng không thể để dò dỉ tin tức được. Nhất định là tứ tỷ cố ý bày mưu cho Mã Sa đi khắp nơi truyền tin rằng xà giới đã bị hủy rồi. Mã Sa phụng mệnh hành sự, đến chúng ta cũng còn bị lừa. Vẫn là Cốt Vũ muội thông minh. Xà giới mà Chu Tiểu An đưa cho ta là văn vật ngụy tạo, xà giới này sẽ không tiếp nhận nổi năng lượng của A Bỉ Chi Tâm. Ta vẫn là quá xem nhẹ mưu mô của loài người rồi, cùng với sức mạnh của nữ hoa xà giới. Có điều vừa hay A Bỉ Chi Tâm đã đội hóa năng lực của xà giới đó. Có hay không có xà giới cũng không quan trọng. Chúc mừng Thiên Thủ Nương Nương khống chế xà giới một cách hoàn mỹ. Siêu Việt xà hoàng A Bỉ là ở trong tầm tay rồi. Chu Tiểu An mà A Mậu quan sát nhất định là giả. Tiểu tử này chuyển đến xà giới, chuyển xà giới giả cho ta tưởng ta tu luyện, chứng tỏ hắn sớm đã có chuẩn bị động võ cùng ta. Nơi đây cũng có rất nhiều tai mắt của hắn, vì thế ta từng kế tự kế để cho Mã Sa phao tin ra ngoài rằng xà giới đã bị hủy, để cho chúng buông lòng cảnh giác, tóm lấy chúng một lượt. Nương Nương là thánh hiền thông minh nhất mà ta từng gặp qua, đâu đâu cũng toàn thần cơ diệu toán, tương lai lấy được xà tinh cũng không thành vấn đề. Có điều vì sao chỉ bắt thần huyết nhân, không giết bọn chúng để diệt cỏ tận gốc hay sao? Thứ bà ngươi biết nguồn gốc chiến lược quý giá nhất của tinh cầu này là cái gì hay không? Quý giá nhất đó chính chẳng phải, đó chẳng phải là A Bỉ Chi Tâm hay sao? Đương nhiên là không phải rồi. Thương thế thạch xà tinh thượng giống như là A Bỉ Chi Tâm đó, nhất định là có, thậm chí có thể có rất nhiều. Nguồn tài nguyên mà xà tinh không có mới là nguồn tài nguyên hiếm thấy. Nếu nào Nương Nương nói là thần huyết chi nhân, chính xác. Mấy ngày nay ta nghiên cứu A Bỉ Chi Tâm và đưa ra kết luận nghiên cứu kinh ngạc. Mặc dù kết cấu của A Bỉ Chi Tâm vô cùng phức tạp, thế nhưng nó lại hàm chứa một loại vật chất chưa biết giống với thần huyết nhân. Ta gọi thứ vật chất mà nhỏ gấp vạn lần so với nạp tử đó là Hồng Nguyên. Còn Hồng Nguyên thì chính là bí mật của xà tinh xưng bá vũ trụ. Đáng tiếc là dựa vào kỹ thuật đỉnh cao của chúng ta cũng không có cách nào nhìn thấy được bên trong của Hồng Nguyên, càng không có cách nào để giải thích vì sao thần huyết nhân và A Bỉ Chi Tâm lại đều có Hồng Nguyên. Sao lại như vậy chứ? Thần huyết và A Bỉ Chi Tâm lại có vật chất tương đồng, sao có thể như vậy? Lúc ta vừa mới phát hiện ra sự thực này, khó mà tiếp nhận giống như các ngươi. Thế nhưng thực sự chính là như vậy. Sau lưng thần huyết nhân ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Chúng ta không chỉ là tài nguyên quý giá nhất của địa cầu, mà còn là vũ khí nguy hiểm nhất. Hiện giờ ta cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao địa tàng mẫu lại hao phí cả nghìn năm
để nghiên cứu lên lợi dụng thần huyết nhân, thế mà không phải là hủy diệt chúng. Thế nhưng kế hoạch của địa tàng mẫu cũng đã tan vỡ rồi. Thần huyết nhân quá khó để điều khiển, vô những bọn chúng đột phá cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể dùng thần huyết để bổ sung năng lượng cho xà giới. Chúng ta vẫn nên nhân cơ hội chúng chưa giác tỉnh mà diệt cỏ tận gốc. Cái gọi là nguy cơ chính là sự tồn tại song song của nguy hiểm và cơ hội. Chỉ có kẻ nhu nhược mới xem đây là nguy hiểm mà không nhìn thấy cơ hội. Chúng ta sau khi chi phối địa cầu, sự uy hiếp lớn nhất đến từ xà tinh. Năm đó xà thần cộng công sau khi đảo chính cũng đem phòng bị của xà tinh là nhiệm vụ hàng đầu. Vì thế hắn mới đào tạo ra các loại thần binh để yêu cầu bảo vệ. Hàng vạn năm sau, Ajabi rời khỏi xà tinh. Khoa học kỹ thuật của xà tinh rất có thể đã xảy ra bước nhảy vọt về chất đến chóng mặt. Địa tàng mẫu và ta đều rõ thần huyết nhân có thể làm điểm mấu chốt để chiến thắng xà tinh. Xin lỗi, kiến thức của ta thua xa nương nương. Khi ta vẫn chìm đắm ở trong sự vui thích thống trị của địa cầu thì nương nương đã suy nghĩ đến xà tinh rồi. Lo lắng của ngươi cũng có lý. Thế nhưng chuyện mà ngay đến cả các ngươi có thể nghĩ đến thì sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ? Nương nương thánh minh, ta cũng không dám nói sang nữa. Ta đã tu luyện được một bộ thổ nạp thần pháp, có thể khiến cho những ớt nô biến thành viên đạn bắn phá ra cổ ta. Hiện giờ chỉ cần đợi dùng thần huyết nhân mà sáng lợi tóm được, tiến hành bước thí nghiệm tiếp theo.